Mình nhắc lại cái câu hỏi trước khi vào trong buổi học ngày hôm nay đó, là các bạn xác định cho mình là mình đang, đã và sẽ muốn làm gì trong cái thời gian sắp tới đây, trong cái bối cảnh hiện tại là cái dịch bệnh đang hoành rất là phức tạp và diễn biến khó lường, chưa biết là đến ngày nào cái chỉ thị 16 mới được kết thúc ở hơn 20 tỉnh thành rồi. Thì thằng thời gian tới đây nó còn nhiều tỉnh thành nữa áp dụng cái chỉ thị này, là chúng ta sẽ không được đi ra ngoài luôn và chúng ta buộc phải ở trong cái khu vực của mình đang sống, nên do là cái việc mà ngừng trệ trong cái quá trình đời sống hàng ngày ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều. Và chúc mừng các bạn đã xem được cái buổi học này. Cái buổi học này sẽ xác định với chúng ta là chúng ta sẽ kiếm tiền như thế nào đối với internet, và bây giờ nếu như chúng ta có điện thoại, có laptop thì chúng ta có những cơ hội gì và làm gì trong mùa dịch này để kiếm được tiền, để nhìn thấy được một cái tia hy vọng. Bản thân tôi và các bạn ở trong này chắc chắn rằng có những cái điểm tương đồng, thì trong cái buổi học này chúng ta sẽ nói về cách kiếm tiền online, trong đó là chúng ta xoay sâu vào hai hình thức kiếm tiền mà chắc chắn bây giờ nó đang xuất hiện, nó đang được chia sẻ, được trao đổi rất là nhiều trên internet những cái thời gian qua, mà đặc biệt trong cái mùa dịch này, đó là affiliate và dropshipping đó. Và thực hư affiliate và dropshipping là như thế nào, kết hợp nó ra làm sao, và bây giờ chúng ta phải làm gì, chìa khóa nào để chúng ta thành công, thì đó là cái buổi học ngày hôm nay. Và trong cái buổi học ngày hôm nay để làm cho hiệu quả, thì trước khi mà vào ấy, thì mình có một cái câu hỏi là đề nghị anh em mình trả lời, đó là mọi người đã có kinh nghiệm gì rồi trong cái quá trình mà làm marketing, mọi người đã có kinh nghiệm gì rồi trong cái quá trình mà làm kinh doanh đấy, để chúng ta có thể là chúng ta thực hiện tốt, đúng không ạ, chia sẻ rồi là chúng ta có thể hiểu nhau hơn, rồi là đưa ra cái hướng đi. Một là mọi người đã làm affiliate chưa, dropshipping chưa, nếu mà đang làm thì là làm cái gì rồi. Hai là mục tiêu của mọi người đối với internet là gì đấy. Ba là cái công việc liên quan đến các cái vấn đề này, mọi người nói ngắn gọn trong 2-3 câu, mục tiêu, kinh nghiệm đấy, tất cả mọi vấn đề mà mình có thể chia sẻ được ở trong này. Và tất cả mọi người bình luận, mọi người comment đi, để làm cho cái buổi học nó sôi nổi hơn và chúng ta thấu hiểu nhau, thì chúng ta mới có thể là giúp đỡ nhau được. Đấy là cái quan điểm admin làm việc nó cởi mở, đúng không ạ? Thì qua cái buổi học này thì chúng ta sẽ nghe cái bạn ở trong forum mà có những kết quả tốt đấy. Thì bây giờ sau khi mà các bạn trả lời xong thì mình sẽ có những cái lộ trình cho mình, nói chung là nó là cái bản đồ kiếm tiền online trên internet, mà nhờ vào nó trong cái thời gian qua cái tốc độ tăng trưởng của dự án của tôi ấy, nó phát triển rất là tốt đó, dự án phát triển rất là tốt và đạt được khá nhiều kết quả giúp mình sống sót qua cái mùa dịch này. Nó rất là khó khăn đấy, từ chuyển đổi hình thức offline lên hình thức online và tạo ra được những cái điểm nhấn, tạo ra được những cái dấu ấn rất là tốt, thì bây giờ là anh em mình cũng có thể làm được nếu như mọi người cố gắng. Và ở trong này có rất là nhiều bạn cũng đang có kết quả rồi, những cái ngày qua mà trong các cái nhóm admin training rất là nhiều, có thể là ngày hôm nay là cái lần đầu tiên các bạn vào trong buổi học này đó, nhưng mà sau này các bạn sẽ vào trong những buổi học này thường xuyên hơn, khi mà các bạn hiểu được trong Forry và hiểu được đội nhóm của mình đang có những cái chia sẻ như thế này, thì chúng ta xác định tốt hơn nữa để chúng ta làm tốt hơn. Ok, và nhận được những câu hỏi của Duy này, đúng không ạ, đã làm affiliate, đang làm dropshipping Forry này, làm asset trade, đúng không, affiliate, bạn Dân thì là tham gia chưa có kinh nghiệm gì đó, mục tiêu là muốn làm dropshipping thời trang, đây là một trong những lựa chọn khá là đúng đắn nha. Tại hiện là dropship phụ kiện điện thoại đó, và asset trade năm 2019 đó. Hoàng Đỗ là mình làm dropship phí, làm trên marketplace thôi, rồi là bạn Ki, đúng không ạ, Kiki là mình có tham gia và có chút kinh nghiệm đó, đang làm dropship thời trang. Bạn Nguyễn Hữu Anh là chưa có kinh nghiệm gì, đúng không, mục tiêu là ở nhà, đúng không ạ, và bây giờ là muốn muốn học cái cách kiếm tiền, đúng không, nên chúng ta
mới ở trong đây. Thì cái một điều đầu tiên đấy là chúng ta có những cái điểm chung, đúng không ạ? Dù chúng ta ở vị trí địa lý nào, khu vực nào đó, thì chúng ta có một cái điểm chung, đó là cái việc mà chúng ta mong muốn kiếm tiền và tự do tài chính ở trên internet này, và muốn kiếm tiền ở trên internet này, muốn tự do tài chính ấy, muốn gia tăng thu nhập. Thì trước khi mà vào trong cái buổi học và nói sâu hơn về các cái cơ hội đấy, thì buổi này như là cái buổi nhận thức lại, tổng quan lại thì chúng ta có thể làm gì trong mùa dịch này, chúng ta có thể làm gì đối với khi mà chúng ta sở hữu điện thoại laptop trong tay, chúng ta biến nó trở thành một cái cỗ máy kiếm tiền, chứ không đơn thuần chỉ là một cái công cụ đánh máy hay là gọi điện thoại, nhắn tin, xem Zalo hàng ngày mà chúng ta có thể kiếm được tiền, mà kiếm được tiền và kiếm được rất là nhiều tiền, và tạo nên một đế chế, đấy, một cái dự án thật sự trong cái quá trình mà chúng ta làm kiếm tiền online đó. Cao cấp hơn của kiếm tiền online là kinh doanh online, đúng không? Chúng ta hãy gọi là kinh doanh online thì nó chính xác hơn là cái việc mà chỉ là kiếm tiền thôi. Kiếm tiền là một trong những cái một cái từ, đúng không ạ? Nó bao gọn thôi. Nó bao gọn nhất về cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động ở trên môi trường internet để kiếm tiền. Thì sau đây á, là chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học một cách tổng quát nhất những cái gì mà gọi là những cái mà những cái kinh nghiệm của admin, những cái mà mình đang làm, những cái kinh nghiệm của mình đấy, những cái điều mà tốt nhất, thì admin sẽ nói một cách ngắn gọn. Và sau cái buổi học này sẽ có những cái cơ hội dành cho anh em mình, cho anh em nào mà muốn thật sự mà nghiêm túc mà làm đó, thì chúng ta sẽ triển khai trong cái buổi học này. Ok, mọi người bấm SS để bắt đầu. Mọi người có nghe rõ không ạ? Cái cách nói chuyện của mình các bạn có nghe rõ không, hay là muốn muốn chỉnh lại giọng không, hay là muốn như thế nào? Các bạn có dễ nghe hay không, có nghe rõ không ạ, có hiểu không ạ? Ok, trong 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 thời gian này thì khả năng nó hơi bị giật đấy, chúng ta cố gắng xem gần nghe nghe nhé, đeo cái tai nghe chúng ta nghe cho nó rõ nhé. Rồi, mọi người có nhìn thấy cái chia sẻ màn hình không ạ? Online COVID, đúng không? Ok, và cái chủ đề này thì mình sẽ nói những cái mà gọi là tinh hoa nhất, những cái mà mình trải qua, đúng không ạ? Những cái mà ban đầu là mình đã trải qua, tôi đã trải qua sau khi mà tạo ra được cái Forum Center, tạo ra cái cộng đồng Forum Center và nó phát triển như ngày ngày nay ấy, là trước đó là mình cũng đã làm nhưng mà ở hình thức cá nhân và nhỏ lẻ thôi. Thì cái trong nội dung này tôi sẽ nói cho anh mình biết những cách kiếm tiền hiệu quả nhất trong cái mùa dịch này đó, và trong cái buổi học này thì chúng ta sẽ làm rõ cái vấn đề này. Ok không ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Và trong cái mùa dịch, trong cái bối cảnh này thì chúng ta phải bối cảnh, đúng không ạ? Có những cái lợi thế và có những cái cơ hội bên cạnh những cái nguy cơ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng bên cạnh cái nguy cơ thì trong cái nguy, đúng không ạ? Lúc nào có những cái cơ hội đó. Và bối cảnh hiện nay thì chúng ta bị chịu ảnh hưởng nặng nề, đúng không ạ? Là nhiều người đang bị thất nghiệp đó, rất là nhiều người đang bị thất nghiệp, rất là nhiều người đang bị cắt giảm lương, thậm chí là bị nghỉ việc không lương
và chịu ảnh hưởng nặng nề, xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid. Tất cả mọi thứ nó đang trở thành nghịch cảnh đúng không ạ, nó trở thành đang là một trong những cái vấn đề gọi là nghịch cảnh trong một cái thế cuộc này. Và bây giờ chúng ta bị ở nhà thôi, chúng ta dừng các cái hoạt động đúng không ạ, các cái hoạt động bị đình trệ lại về giao thương, về hàng hóa, tất cả mọi thứ. Đây là những nguy cơ đúng không ạ, đây là những nguy đấy, mà chúng ta phải đối mặt, nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt, nó làm cho chúng ta bị chịu rất là nhiều cái áp lực đúng không ạ, áp lực về, đặc biệt đó là về tiền bạc đúng không nào. Nghĩ rằng chắc chắn điều này chúng ta phải 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 nắm được rồi. Thì rất là may đúng không, cho admin là tôi đã chuyển đổi số trước đây 2 năm rồi, mà thời gian Covid gần đây đó là tôi không có chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Khi mà tôi đang tập trung đúng không ạ, khi mà tôi bị cái Covid này, cái dự án tôi vẫn tăng trưởng dương, đây là điều đáng mừng tại vì tôi đã chuyển đổi số. Thì bên cạnh cái khó khăn này ấy, thì chúng ta có những cái cơ hội sau ấy, là việc mà mua hàng online nó đang phát triển rất là mạnh đúng không, và chúng ta có thời gian để chúng ta nhìn nhận lại xem chúng ta thời gian qua đó là chúng ta có đi đúng hướng hay không đúng không, chúng ta đang làm gì và cái công việc của chúng ta nó có phù hợp thực sự hay không, và nó có thật sự là đảm bảo cho cái cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng một cách ổn định bình thường hay không đúng không. Trong cái thời cái gian này thì tôi nghĩ rằng nó không hề ổn định một tí nào và chúng ta không biết làm gì luôn, mất phương hướng đúng không. Thì chỗ này thì gần như là áp lực và chúng ta mất phương hướng. Và trong cái buổi học này tôi sẽ lấy lại cho mọi người cái phương hướng từ internet đúng không, và cái mua hàng online thì phát triển này, chúng ta có thời gian để nhìn nhận lại vấn đề. Và có rất là nhiều người đang ở nhà đúng không? Rất là nhiều người ở nhà, nhiều người ở nhà thì tức là sức mua đúng không, của thị trường về mặt offline ấy, sẽ bị giảm nhưng mà về online nó sẽ tăng. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái cơ hội nó nằm tiềm ẩn trong cái nguy nguy đúng không ạ, đấy cái khó khăn đấy, đây là cái cơ hội đúng không ạ. Và chúng ta có khả năng sử dụng điện thoại này, máy tính này để chúng ta có thể kiếm tiền. Thì bây giờ đó, hiện tại thì nó có xuất phát nhiều hình thức để kiếm tiền. Vậy là cái hình thức kiếm tiền trong cái hoàn cảnh này là như thế nào, trong cái bối cảnh này có rất là nhiều hình thức, trong đó là có 2 hình thức mà dễ dàng chúng ta tiếp cận nhất, đó là affiliate và dropshipping. Trong 2 hình thức này cái nào nó dễ kiếm tiền hơn thì admin quan điểm là hai cái nó đều dễ kiếm tiền nhưng mà tùy vào cái khả năng của một người đều dễ kiếm tiền với 2 hình thức này. Tuy nhiên là tùy vào khả năng của mỗi người mà chúng ta lựa chọn điểm bắt đầu. Và bây giờ trước mắt đấy là bao nhiêu bạn biết về affiliate rồi đấy, và có kết quả với affiliate, nói tôi biết hoặc là có kết quả nói tôi mà chưa bao giờ biết cái hình thức affiliate này và chưa bao giờ làm luôn, nói là chưa biết. Tất cả mọi người ạ, bình luận nhanh gọi nhanh để chúng ta tiếp tục bài học cho hiệu quả này. Bao nhiêu bạn biết rồi nhưng mà chưa ra kết quả, nói là biết được affiliate rồi nhé. Còn nếu mà chưa biết gì hết thì nhắn tin là chưa, tất cả mọi người nhắn tin nhanh 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 nào đúng không ạ, kể cả các bạn đang xem cái video này, đang xem cái buổi học này đó, chúng ta hãy tập trung và chúng ta trả lời ngay lập tức đó, chưa biết. Ok, và để muốn làm được cái điều 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 à,
kiếm tiền online này một cách trọn vẹn và nó sạch, chứ không phải là đa cấp, chứ không phải lừa đảo nhau, không phải là giới thiệu người này vào giới thiệu người kia vào, chúng ta lừa lọc nhau trong cái hoàn cảnh này, mà chúng ta kiếm tiền ở xã hội đấy, chúng ta kiếm tiền ở xã hội, kiếm tiền từ internet bằng việc mà chúng ta chia sẻ giá trị ấy, thì cái vấn đề này nó là áp phi nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Thì có rất là nhiều bạn biết, có rất là nhiều bạn chưa biết, có nhiều bạn có kết quả rồi mà cũng có nhiều bạn chưa ra kết quả. Thì cái hình thức, đúng không ạ, affiliate này ấy, mình sẽ nói trực tiếp luôn, trực quan luôn, là bây giờ nhá, chúng ta sẽ nghiên cứu về affiliate này, affiliate này, marketing. Trong affiliate marketing đây là cái hình thức kiểu như là cộng tác viên online, cái hình thức affiliate marketing này là cái hình thức cộng tác viên online. Và trong cái cộng tác viên online này thì chúng ta lựa chọn nền tảng hoặc đối tác affiliate. Nền tảng affiliate là gì? Nền tảng affiliate là gì? Đây là một trong những cái cộng đồng, nó như là một cái cộng đồng ấy. Một cái cộng đồng nó gom rất nhiều đối tác affiliate về một cái dashboard, đúng không ạ, một cái giao diện, và trên này nó sẽ quản lý toàn bộ luôn, và chúng ta chỉ cần tham gia một số nền tảng là chúng ta có thể là thực hiện chiến dịch của tất cả mọi chiến dịch khác của các đối tác khác. Như ví dụ như là nếu như mà chúng ta đăng ký AssetTrade chẳng hạn, AssetTrade hoặc là MarkOffer, đúng không? Thì vân vân nhé, còn nữa nhé, thì chúng ta có thể là thực hiện vô cùng nhiều, có hơn 100 đối tác affiliate chúng ta. Ví dụ như là chúng ta có thể là affiliate với Shopee, affiliate với các cái liên quan đến tài chính, liên quan đến làm đẹp, liên quan đến thời trang, vân vân, rất rất nhiều thứ liên quan ở trên này. Mọi người hình dung không ạ? Thì đó là cái mà lợi thế vô cùng nhé, từ mà việc tham gia cái nền tảng, chỉ cần tham gia một nền tảng là chúng ta làm cả đời không hết việc rồi đó. Đó, thì đó gọi là nền tảng. Còn đối tác affiliate thì đối tác affiliate là gì? Đối tác affiliate là ở trong cái môi trường, đúng không ạ? Đó là một đơn vị, chỉ là một đơn vị thôi, không phải là một cái cộng đồng, mà một đơn vị người ta cần xây dựng một đội nhóm cộng tác viên quảng bá, và khi mà chúng ta quảng bá cho cái đơn vị này ấy, thì họ cũng sẽ trả hoa hồng, cho chúng ta. Thì bây giờ trong những affiliate này chúng ta sẽ lựa chọn các cái nền tảng, các cái đối tác affiliate để chúng ta có thể triển khai cái marketing. Và ở đây thì mình sẽ ví dụ cho mọi người luôn, ví dụ như là chúng ta có thể affiliate với AssetTrade. Đây, AssetTrade là như thế này. Đó. Chúng ta sẽ vào trong AssetTrade nhé. AssetTrade.vn, bấm vào login. Ở đây thì mình đã tạo tài khoản rồi. Các bước tạo tài khoản thì mọi người có thể lên trên cái blog của admin nhé, quyetdao.com. Nếu cái bước tạo tài khoản đó, là chúng ta vào quyetdao.com nhé. Tiếng là hướng dẫn tạo, đúng không? Gõ chữ AssetTrade thôi. AssetTrade. Thế đây có hướng dẫn đăng ký nhé, rất là chi tiết, và mọi người có thể đăng ký theo, đúng không ạ? Chúng ta có thể đăng ký ở trên cái blog này đó. Ở đây đăng ký như thế nào, rồi là nếu như mà không được duyệt thì chúng ta sẽ nhắn tin với shopbot làm sao, đúng không? Nói chung là dễ thôi, đăng ký affiliate với AssetTrade thì đơn giản đấy. Thì ví dụ như ngày hôm nay thì mình có một cái tỷ lệ cái chuyển đổi phát sinh này đó, ví dụ ngày hôm nay, đúng không, ngày hôm nay thì có một cái chuyển đổi phát sinh này đó, và AssetTrade đó là cái hai click mà có một cái, đúng không nào? Thì đây là một chuyển đổi này. Đấy, thì ở tổng quan á, cái này là kiếm tiền thụ động bằng cách là chúng ta phải thực hiện, đúng không, rất là nhiều hoạt động. Và cái thụ động là gì? Là kiếm tiền thụ động đó. Cái này á là nó sẽ tạo ra một cái hình thức gọi là affiliate đó. Affiliate thì nhiều người nói affiliate là kiếm tiền thụ động. Vậy là nó thụ động như thế nào, đúng không? Thụ động là gì ạ? Là không, đúng không ạ, không chủ động, đúng không, là gọi thụ động. Vậy kiếm tiền thụ động thì mọi người hình dung là nó thần thần thánh quá. Kể cả mình học những cái các cái chuyên gia về affiliate ở quốc tế luôn,
trong cái vấn đề về thực hiện các cái phễu marketing để chúng ta làm affiliate, không có cái chuyện dễ dàng như vậy đâu, không có chuyện dễ dàng là không cần phải làm gì đâu, chứ không phải làm gì, đúng không ạ, mà thụ động đâu, mà đó là cái quá trình, đúng không ạ. Mà thụ động ở đây là gì? Thụ động ở đây á, phải hiểu thôi, ở đây là, đúng không, phải hiểu theo cái nghĩa chính xác là như này, là sau cái quá trình, sau quá trình làm marketing triển khai hệ thống kênh quảng bá, đúng không, thực hiện phễu marketing thực hiện các chiến lược trong quảng bá, rất là nhiều thứ nhá, rồi á nó tạo thành một cái hệ thống, tạo thành một hệ thống vận hành tự động á, thì lúc này á thì người khác ấy, người ta cứ vào trong đó, đúng không, người ta đăng ký này qua cái hệ thống tự vận hành tự động này rồi ấy, đúng không, một cái doanh nghiệp online model, business model nó hoạt động online, nó ổn định rồi ấy, thì á người ta cứ đăng ký một cách, đúng không, một cách cứ như vậy, người ta đăng ký qua các cái hướng dẫn của mình thôi, một cách tự động người ta đăng ký, người ta mua hàng qua những cái hướng dẫn của mình, qua cái sự chỉ dẫn của mình, và lúc này ấy chúng ta không cần phải làm gì nữa. Sau cái quá trình này á, rất là nhiều thứ ở trong này, thì đến một ngày chúng ta không cần phải làm gì, đúng không, và chúng ta không phải là làm liên tục đấy, nó làm tới một cái điểm nó xuất phát chuyển đổi rồi, nó tạo ra chuyển đổi hệ thống vận động, hệ động một cái hệ tự động, đúng không, vận hành cho tới khi tạo được chuyển đổi, đúng không, tạo ra chuyển đổi. Đấy, tạo ra cái chuyển đổi, tạo ra chuyển đổi tự động. Đăng ký mua hàng một cách, đúng không, mua hàng qua link affiliate của mình. À, thì cái link affiliate là gì? Các đối tác, các nền tảng này ấy, mỗi cái ấy, nó đều một cái điểm chung, đó là mỗi cái nền tảng, mỗi cái affiliate ấy, nó đều cần phải đăng ký tài khoản này, đều cần đăng ký tài khoản, và mỗi đối tác này ấy, sẽ tạo cho mình một cái link gọi là link affiliate, có nghĩa là ai mà mua qua link affiliate này ấy, thì chúng ta sẽ có tiền à, đó, đây gọi là link affiliate này, và chúng ta cầm cái link affiliate này chúng ta quảng bá khắp mọi nơi, tạo ra một cái hệ thống, và ai mua hàng qua cái link affiliate này thì chúng ta có tiền một cách tự động, chứ không phải là chúng ta không làm gì, nó tự động nhá. À, thụ động là điều mà chúng ta làm rất là nhiều, đúng không, dựa trên cái sự chủ động của mình làm rất là nhiều đấy. Thì khi mà ai đó, đúng không, và hiện tại một năm admin không có thực hiện cái vấn đề affiliate ở trên cái nền tảng này, đúng không ạ, và admin có khá là nhiều nick, thì như cái nick mà đang review cho mọi người cái máy tính này đó. Đấy, thì bây giờ mọi người có thể xem này, this quarter, last quarter, đây ví dụ như là cái này là một cách thụ động, đúng không, hoàn toàn admin không có tập trung làm rất, đúng không, không có tập trung làm gì hết, và đây nó có cái chuyển đổi như thế này, đúng không, nó có chuyển đổi như thế này, và một cách thụ động mình đã làm rất là nhiều từ phía trước rồi đó, và đây là làm cái nick này thì làm chỉ là làm review thôi, làm review cho anh em mình xem đó, là cái kết quả thôi, thì nó cũng ra những cái kết quả như thế này, mọi người có thể nhìn thấy ở đây mình đang làm cái chiến dịch của Shopee này đó, và đây là nó có những cái kết quả như thế này đó, thì chúng ta cầm link xong rồi chúng ta phân phát khắp mọi nơi, nói là dễ như vậy thôi, nó dễ như vậy nhưng mà nó không hoàn toàn là dễ như thế đâu nha. Đấy, đây này, chiến dịch này. Đấy, các chiến dịch mà em đang làm này. Các chiến dịch mà em đang làm mà nó tạo phát sinh chuyển đổi này đấy, như MB Bank này. Đấy, MB Bank. Rồi là các cái site, đúng không ạ? Rồi là về mỹ phẩm, về thời trang này. Đấy, về asset này, về Shopee này. Đó, và đây là những cái mà
các chiến dịch của chúng ta đăng ký, chúng ta lên vào trong đăng ký cái asset trade này nhá. Sau đó chúng ta sẽ đăng ký các cái chiến dịch. Ở trong đây thì cái danh mục này nó sẽ có những cái chiến dịch như là về thương mại điện tử này, chúng ta có thể bấm vào. Ở đây có rất là nhiều cái sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, đúng không, Shopee, Sendor, Con Cưng này đấy, Aowan Shop này, Samsung này, Fado này, rất là nhiều cái nền tảng thương mại điện tử ở trên này, AliExpress này, thoải mái luôn. Và hoa hồng thì nó tùy thuộc, đúng không ạ? Đấy, tất cả mọi thứ ở trên này rất nhiều nhá, vô cùng. Asset Trade là một trong nền tảng lớn mạnh nhất Đông Nam Á luôn, gần như là của châu Á luôn chứ không phải đơn thuần nữa nha. Và chúng ta có rất là nhiều cái ngay ở đây đấy, ví dụ như là tài chính ở đây thì rất là nhiều đốc tờ đồng này đấy. Quang ơi đừng có nghịch cái vấn đề đấy nữa đâu Quang ơi, không có thực hiện những cái chỉ dẫn ở trên đấy nữa, mình sẽ kích ạ, không có vẽ lên trên đấy nữa nha. Ok, và chúng ta có thể thực hiện đăng ký bài viết như chúng ta bấm vào đăng tạo link ấy, là đây là những cái chiến dịch mà admin đã thực hiện rồi, thì bấm vào tạo link thì bên cái tạo link này á nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái tạo link rút gọn này, tạo thì đây chúng ta cầm cái link rút gọn này chúng ta quảng bá, ai mà đăng ký qua cái link này của chúng ta thì chúng ta được tiền, đơn giản là như vậy thôi, câu chuyện đơn giản vô cùng đúng không? Nhưng mà làm thế nào để thật sự là hiệu quả đó, đúng không, thì đó mới là vấn đề đúng không? Ở đây thì nó còn nhiều nữa này, giáo dục này, làm đẹp này, đấy, chuyện làm đẹp. Đấy, giáo dục này, làm đẹp này, đây làm đẹp, mỹ phẩm quá trời luôn. Và đây nó có những cái hoa hồng rất là cao, 400.000 này, 900.000 này, cái vé này, 21% này, mỹ phẩm từ thiên nhiên là 24% này, 10% này, hoa hồng cực kỳ cao, đúng không? Và thoải mái trong vấn đề về kiếm tiền luôn, đó. Giải trí, bất động sản, game, giáo dục thì đào tạo này, Unica, Monkey Junior này, khá là nhiều, học mãi, học online các thứ đấy, Elsa rất là nhiều liên quan đến đến các cái ngành này cả luôn, gần như Asset Trade là một trong những cái mà mình đã làm từ 2012-2013 rồi, đúng không ạ? Kiếm được cùng đội nhóm khá là nhiều tiền ở cái nền tảng này rồi á. Nhưng bây giờ thì nó càng ngày càng trọn vẹn hơn, càng ngày nó càng nhiều hơn. Đấy, thì chúng ta có thể đăng ký bất cứ cái nền tảng nào chúng ta muốn ở đây. Kể cả BIAP này, cái này vận chuyển này, vé xe này. Và chúng ta, quan trọng là chúng ta xác định được thị trường ngách. Xác định được thị trường ngách và chúng ta tập trung làm thì chúng ta sẽ có kết quả. Ngoài cái nền tảng Asset Trade này là một trong những cái nền tảng đơn giản thì mình còn làm những cái quốc tế nữa. Mọi người nghe có rõ không ạ? Mọi người nghe rõ không? Lag quá hả? Chắc khả năng là mạng yếu rồi. Hơi lag hả? Ok, mọi người cố gắng nha. Cố gắng, bây giờ hiện tại mạng nó khá là yếu lắm. Ok, và ngoài cái Asset Trade này ra thì mình còn làm các cái đối tác khác giống như là CZ, giống như là Clickbank cũng khá ổn, nó cách thức đăng ký nó cũng tương tự, và một số cái vấn đề liên quan đến phần mềm như email marketing hay là hosting thì đó là những cái mà nó phù hợp với quá trình làm việc của mình. Thì ở đây ví dụ như mình đang làm affiliate với Hot Amada này ấy, và trong cái quá trình mà làm này thì mình có xây dựng ra các cái blog này đó, xây dựng ra các blog để mình chia sẻ các kiến thức này, xây dựng ra các kênh như là các kênh review này, như các kênh về review này, chúng ta up bài review lên này. Đó, review ở trên này các bạn có thể nhìn thấy các banner và ai đó người ta đăng ký qua cái link của mình á thì mình sẽ nhận được đó, nhận được hoa hồng. Đấy, tạo ra một cái link luôn. Rồi là tạo ra các cái fanpage này, tạo ra cái fanpage để chúng ta quảng bá này, tạo ra các cái nhóm ở trên Facebook này. Đó, cái câu chuyện là cái quảng bá như thế nào, nó quan trọng hơn là việc chúng ta lựa chọn cái gì. Đây này, cái fanpage ở trên này.
và sử dụng rất là nhiều các cái thủ thuật khác nữa, đúng không ạ? Liên quan đến tự động hóa, liên quan đến automation. Đấy, đây là các cái fanpage này, có thể là chạy này, đúng không? Thì những cái fanpage này đấy, là chạy song song luôn, vừa áp phi vừa drop ship bình thường, đó, không có vấn đề gì cả, rất là ổn luôn. Đấy, thì ví dụ như là ở đây, đúng không? Với ở đây là cái áp phi với đây là áp phi với cái hosting, đúng không? Ở đây là mình đã kiếm tháng vừa rồi, đúng không? Kiếm khoảng 350 đô này, là khoảng tầm hơn khoảng 7 triệu rồi này, 350 đô này, 7 triệu này, đó. Ngoài ra thì mình còn affiliate các vấn đề liên quan đến tài chính nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là đó. Ví dụ như là affiliate với tài chính ở đây thì mình đang làm với sàn Bumi Global này, thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy này, tỷ lệ phần trăm 30% cái phí giao dịch của những người khác chơi ở trên này thì mình cũng kiếm được 944 đô này, 944 USDT, nó tương đương với gần 1 USDT, gần 1 đô, kể cả các sàn tài chính đó. Đây là phải gần 1.000 đô, gần 1.000 đô. Thì cái quá trình làm hot này thì mình kiếm được khá là nhiều rồi, mọi người hãy xem cái payout cho mình đấy. Còn mid affiliate, hot avada rồi gọi là stable hot các thứ là nó đều có cái affiliate hết ạ. Đây ví dụ như ở đây này, đây là mình đã có này, view hai vào 100 này, in approve này, có nghĩa là được duyệt 100 đô rồi, trong cái khoảng tầm vài ngày nữa thôi mình sẽ được nhận 100 đô này về PayPal của mình. Thì tổng số lượng tiền mà kiếm được từ cái dự án này thì mọi người có thể nhìn thấy này, cái lần thanh toán đầu tiên đó là 2.600 này, 75 đô này, 700 đô, 1.100 đô này, 100, 150, 150 một cách tự động. Và tại sao nó lại tự động như này được, tức là admin đã tạo ra khá là nhiều tay block giống như thế này này đấy, chia sẻ cái hot amara các bạn có nhìn thấy không ạ? Đấy, và có thể gõ hot amara này, có thể kiếm hot hot amara này, hosting này, hosting làm web đúng không, và có thể người ta hot amara một cái người mà đăng ký đúng không ạ, một cái người mà đăng ký qua cái link này của mình á là mình nhận được 50 đô, nhận được 50 đô nhá, từ người thứ 10 trở lên á, là mình sẽ nhận được 100 đô một sale, rất là khủng khiếp đó. Từ người thứ 20 trở lên là chúng ta sẽ nhận được 125 đô một sale, nên ra là affiliate này hơi bị khủng á, đúng không, rất là kinh khủng á. Đây, vào đây anh em có thể nhìn thấy này, ở đây là xuân nhất .net, đây là cái người một admin trong Forex Center, cũng là cái blog của admin luôn đấy, và sell top đúng không, hot amara, khi mà đăng ký hot amara là sẽ lên top đầu. Đó là lý do tại sao đây là sell top Google đó đấy, cái web này là web của admin đó, xuân nhất .net đó, đó là lên top đầu tiên nữa đó. Đó, và cần một cái bài này lên top thôi là chúng ta có thể là có sale chuyển đổi tự động rồi. Thì đấy là về vấn đề về affiliate, chúng ta phải đăng ký và nó không không quá khó để tạo ra chuyển đổi, nhưng mà nếu như chúng ta biết xác định đâu là cái khách hàng tiềm năng của mình. Nếu như các bạn không biết xác định khách hàng tiềm năng thì các bạn cũng không để làm gì đâu đó. Thì xíu nữa thì nó tới admin sẽ nói cho các bạn biết là cái phần bí mật của các cái vấn đề liên quan này nó là gì đó, tùy bạn không 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 cần quá là cứng nhắc trong cái quá trình là mình làm cái gì đâu, quan trọng là mình làm như thế nào thôi. Thứ hai là vấn đề làm drop shipping. Drop shipping đơn thuần là bán hàng không thông qua khâu vận chuyển, bán hàng không thông qua khâu vận chuyển. Thì cái việc mà affiliate với cả drop ship này nó giống nhau, lúc nào cũng đều cần phải quảng bá cả, đúng không? Nhưng mà cái dropship này thì nó sẽ chủ động hơn, chủ động hơn, nó sẽ chủ động hơn cho chúng ta rất nhiều, chủ động hơn affiliate. Tại vì affiliate là chúng ta cần phải làm theo cái đối tác, đúng không? Hoặc là nền tảng. Còn trong dropship này ấy, là chúng ta cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta chọn được nguồn hàng. Đấy, đơn thuần thôi, mình sẽ nói thực chiến luôn chứ không có vào cái phần ở dropship là gì nữa. Nếu như mà anh mình muốn học về dropshipping á, đúng không ạ? Thì liên hệ với admin nha, có khóa học đang rất là chuyên sâu luôn để chúng ta làm. Đó. Thì còn lại cái dropshipping này đơn thuần là chúng ta chọn được cái nguồn hàng, sau đó là chúng ta sẽ list sản phẩm lên, list sản phẩm lên. Thì hiện tại admin đang có rất là nhiều cái nguồn hàng về thời trang, về visa thì ở trong đội nhóm, đúng không ạ?
trong đội nhóm có rất là nhiều những cái nhóm này, ở trong đây có những cái nhóm training thì cũng hướng dẫn anh em mình các cái link đấy, các cái sản phẩm này này, về thời trang này, về visa này đó, và đang hướng dẫn rất là nhiều anh em mình đang làm ở đây đấy, về túi sách này, về visa này đấy, rất là nhiều bạn đang làm ở đây và bán được rất là cao, ví dụ như là cái visa mà bán ở trên Lazada này, seller center của Lazada đó, 540.000 đó, rất là cao luôn, vô cùng cao đấy. Và ở đây thì có hơn 500 bạn đang làm cái này đấy, visa này, giày này đấy, thời trang này, giày này, thời trang này, rồi là phụ kiện điện thoại này đó, rồi là túi xách này, rồi là mỹ phẩm này, rồi là đồ gia dụng này. Mình có rất là nhiều nguồn hàng để giá rất là tốt luôn, để chúng ta có thể là list sản phẩm lên các kênh, kênh nào cũng được. Ở trong đây có các kênh sàn thương mại điện tử, thương mại điện tử thì có đơn này chúng ta sẽ gửi về cho kho thôi, gửi về cho kho có đơn, đúng không? Hay là chúng ta bán lên các cái kênh social network như là Facebook, Zalo, như là TikTok, bán lên trên này thì chúng ta sẽ tạo đơn, cái chỗ này thì chúng ta tạo đơn bằng app giao hàng. Sau khi lấy được thông tin, sau khi lấy được thông tin khách hàng, mua sản phẩm, sau khi lấy được thông tin khách hàng thì nếu như mà quảng bá qua các kênh social á, thì lấy được thông tin khách hàng rồi thì chúng ta sẽ lên đơn cho khách và chúng ta gửi gửi đơn này cho cái kho hàng đấy, gửi cho nguồn hàng kho hàng đấy, thì các bạn chỉ cần lựa chọn được kho hàng thôi. Admin ở trong Fulfillment Center đã có rất là nhiều, hơn 10 cái kho hàng, đúng không ạ, gần 20 cái kho hàng rồi, nếu mà tách ra thì hơn 20 cái kho hàng khác nhau để chúng ta tha hồ mà làm affiliate rồi làm dropship luôn. Thì xíu này mình sẽ lấy sự kết hợp nhé. Thì đây ví dụ như là trong cái này mình đang làm đấy, ví dụ như này mình chọn ngách thời trang và tôi list sản phẩm lên trên cái kênh Shopee này đó, và các bạn có thể nhìn thấy số lượng bán này, đúng không ạ, bán khá ổn đúng không, sản phẩm rất là bắt mắt đấy, bán hàng này đúng không ạ, mình quảng bá. Thì bây giờ nhé, xíu nữa mình sẽ cho mọi biết cái sự kết hợp như thế nào. Đây, list sản phẩm đây thì các bạn xem cái kết quả nhé, phân tích dữ liệu bán hàng. Truy cập này. Đây là ví dụ như là một cái shop này, mình đang có rất rất nhiều shop ở các cái kênh luôn. Các cái kênh khác nhau có rất là nhiều shop, kể cả shop giày, đấy, kể cả shop visa, shop thời trang cao cấp, rất nhiều shop khác nhau. Đấy thì đây là một trong những cái cơ đơn đúng không ạ, là có doanh số ở trong này và tỷ lệ lợi nhuận thì nó cũng khá là cao đấy, tại vì giá trên này là giá sát phạt luôn mà đúng không ạ, mình bán giá khá là sát đấy Không nha. đó, và chúng ta có thể làm đúng không ạ, có thể làm đấy. Bây giờ như là cái kênh này đúng không ạ, kênh này thì là một trong những kênh mà mình cũng chăm sóc năm trước thôi đúng không, năm trước thì chăm sóc khá tốt, năm nay thì để kệ nó đúng không, tại vì đang có những cái job ngon hơn, job ngon hơn đấy, thì nó tự động hóa hơn đúng không, và ở đây cũng tạo ra được khoảng 19 triệu này đúng không, thì có những cái pin làm với những cái bạn ở trong VIP member team ấy, bạn phải nhìn thấy này, cho mọi người nhìn thấy nhá, còn VIP đây cho mọi người nhìn thấy đội của admin ở ngoài Hà Nội làm doanh số này, đây là 30 ngày nhé, mọi người nhìn thấy 1 tỷ 140 triệu đơn hàng của 30 ngày là hơn 5.000 đơn, rất là khủng khiếp. Cái này thì đang là chạy quảng cáo này. Và cái này là đang chạy quảng cáo là GMV, có nghĩa là hơn 700 triệu đấy. Thì cái này được gọi có thể là cái shop này bán về các cái vấn đề về đồ gia dụng, đồ gia dụng, đồ về phụ kiện đấy, phụ kiện gia dụng, đồ bếp, rồi là các cái như là về máy móc, máy cơ ấy các bạn đấy, thì nó có doanh số khá ổn đúng không, về đồ, nói chung là đồ đồ gia dụng. Còn về cái thời trang thì không ở trong cái nhóm này, ở một cái nhóm khác, đơn nó cũng khá khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Thời trang thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy bên này thì những cái kênh chủ lực á là sẽ khủng rất là nhiều, còn các cái nhóm training đây là admin cùng đồng hành cùng các bạn làm cho vui đó, đúng không ạ,
thì nó cũng ra kết quả. Còn lại thì bây giờ nhá, bạn có thể nhìn thấy cái nét tương đồng giữa dropship và upfill. Vậy bây giờ chúng ta có thể kết hợp không ạ? Kết hợp hai cái này lại với nhau thì nó ra cái kiểu gì? Các bạn kết hợp upfill dropship thì là một trong những cái mô hình rất là bền vững. Và muốn triển khai được cái này ấy, thì mọi người cần phải có cái kiến thức nền, đúng không ạ? Thì kết hợp giữa upfill và dropship thì bây giờ chúng ta nhé, đăng bây giờ chúng ta lựa chọn này, lựa chọn ngách làm dropship, ok chưa? Thì bây giờ nhé, chúng ta lựa chọn ngách làm dropship này, sau chúng ta list sản phẩm lên trên kênh sàn, lên kênh sàn, giống như admin list lên kênh sàn, ví dụ như là sử dụng Shopee để mình làm nhé. Sau đó chúng ta tự quảng bá luôn, tự đăng ký affiliate đó, cho kênh của chúng ta luôn, và chúng ta quảng bá để ăn, đúng không? Ngoài việc bán hàng được trực tiếp ăn dropship này, affiliate cho kênh của mình, thì có hai trường hợp xảy ra này. Một là khách hàng sẽ mua hàng luôn, khách hàng mua hàng của mình ấy, thì mình sẽ được đơn dropshipping. Còn nếu như mà khách hàng mà mua hàng cũng là mua hàng nhưng mà qua link affiliate của mình ấy, đúng không? Thì là mình sẽ được thêm tiền affiliate nữa. Đó. Cái thứ ba là trên những nền tảng affiliate này có những cái người ấy, người ta đăng ký affiliate với mình ấy. Chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái điều này. Ví dụ như chúng ta quảng bá ở trên Shopee ấy, người ta thấy shop của mình đẹp ấy, người ta quảng bá cho mình luôn, quảng bá thay mình luôn, bỏ tiền chạy quảng cáo các thứ thay mình luôn á, affiliate của sàn nữa. Của sàn nữa, là người ta tự quảng bá cho mình nữa thì mình lại có thêm đơn hàng. Đấy, và bây giờ chúng ta xác định, đúng không? Ví dụ như là bây giờ mình vào trong AssetTrade nhá. Đấy, vào trong AssetTrade này. Ở chỗ này có cái sàn về thương mại điện tử này. Đây là Shopee này. Chúng ta sẽ kiếm những cái đã duyệt này. Admin làm Shopee tạo link này. Dạ. Tạo link Shopee này. Đây là cái nền tảng Shopee này. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhé. Chúng ta sẽ vào cái link này. Xem thông tin này. Chúng ta sẽ vào cái link này nhé. Kiếm cái shop của mình. Đấy. Vào trong cái shop của mình nhé. Lấy cái link, lấy cái sản phẩm của mình đang được giảm giá. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái shop của admin này. Đấy, bây giờ admin sẽ vào trong cái shop của mình luôn để mình đây. Và mình lấy cái sản phẩm admin đang chạy cái này, nó tạo ra đơn kép luôn, đúng không? Đấy, và mùa cuối năm này thì là bán hút đi cái sản phẩm ở trong đây, kho của admin là hơn 1.000 mã cơ, chúng ta bán thoải mái. Ví dụ như là mình đang làm cái con này này, cái sản phẩm này này. Nếu như mà làm Lazada cũng vậy, Lazada thì chúng ta chiết khấu trực tiếp cho sàn. Cái đó thì mình đang học làm cũng khá hay, có nghĩa là mình list sản phẩm lên nhá, sau đó mình chia cho sàn một cái lượng tiền affiliate, đúng không ạ? Là sàn nó sẽ quảng bá cho mình luôn. Rất là hay luôn, đúng không ạ? Giống như là chúng ta chạy quảng cáo ở trên kênh vậy đó. Ví dụ như đơn thuần thôi, admin lấy cái mẫu này chẳng hạn. Bây giờ chúng ta quay lại AssetTrade này, chúng ta bỏ link vào đây. Đấy, bỏ cái link vào đây. Chúng ta tạo link rút gọn. Ở dưới đây nó sẽ tạo ra được cho admin cái link, đúng không ạ? Và bây giờ admin gửi cho các bạn ở đây, ví dụ như là 03 đi. Đấy, gửi cho các bạn 03 vào đây. Đây là cái đối tượng khách hàng tiềm năng. Ai đó mà mua, bấm vào cái link này của mình nhá, người ta thấy ô rẻ quá vậy, đúng không? Thấy hay quá vậy. Người ta mua hàng của mình, người ta mua ngay. Người ta mua đó thì gì ạ? Thì chúng ta sẽ được hoa hồng ở trên AssetTrade luôn, cộng với việc chúng ta lại có một đơn ở trên Shopee, vừa dropship vừa affiliate đó ở chỗ này. Đấy, đây là cách tư duy thứ nhất, có sự kết hợp tư duy thứ nhất nhé. Đây là tư duy gọi các tư duy affiliate này. Các tư duy về affiliate cộng dropship. Là lớn nó nhiều thứ hơn, rất là nhiều, đúng không ạ? Còn là anh em có thể, bây giờ rất là nhiều thầy đang dạy những cái vấn đề này. Cái quan điểm của admin ấy là trong cái quá trình cùng một con đường đi mà tôi có thể kết hợp các dự án liên quan với nhau để tối ưu hóa thời gian, công sức và gia tăng lợi nhuận thì tôi tập trung
chứ không đơn thuần là phải dạy cứng nhắc là mày phải đăng cái này lên trên cái kênh sàn, sau đó mày đăng ký áp phi. Điều đấy là em không bao giờ đồng ý đâu, không bao giờ đồng ý là nó chỉ đơn thuần như vậy đâu. Bây giờ trên sàn này này, cái kênh bán hàng ấy, nó có chương trình affiliate luôn, nó có chương trình affiliate ở trên này luôn. Nó có một cái chương trình affiliate ở cái kênh trên này. Shopee. Ở trên Shopee tổng á. Ở trên kênh Shopee tổng này, nó có một cái chương trình gọi là affiliate luôn. Ở phần dưới này, chúng ta có thể đăng ký. Ở dưới này luôn luôn có một, nó có một cái phần affiliate. Đây này. Shopee môn chăm sóc này, thanh toán xu này, sale này, giới thiệu về Shopee. Có phần affiliate. Đây, chương trình tiếp thị liên kết với Shopee này, chúng ta có thể đăng ký ở đây nhá. Là chúng ta có thể bán hàng bằng cái sản phẩm của mình luôn. Đây là bạn có thể nhìn thấy. Nhiều bạn nói rằng là đăng ký chờ 1 tháng, 2 tháng không được á, đúng không? Thì chúng ta có thể đăng ký qua AccessTrade cũng được, nó cũng vậy thôi. Đúng không? Chúng ta bấm tham gia ngay này. Đó, chúng ta đăng ký, truy cập, đúng không? Truy cập ngay vào affiliate của chương trình này thôi. Đấy, bây giờ chúng ta đăng ký ở trên này. Cái này thì đấy, đăng ký qua cái link ở dưới đấy nhá. Ở phần dưới Shopee á, đúng không ạ? Trên dưới Shopee có phần là chương trình tiếp thị liên kết với Shopee cho nó đăng ký. Còn admin là vừa đăng ký cái này, đăng ký cái này thì ở bên Facebook ạ, nó sẽ tạo ra cho mình nhá. Ví dụ như admin lấy cái link này nhá. Tôi lấy copy lại cái link này. Tập trung vào link này nhá. Admin copy cái link này nhá. Tôi đưa vào trong đây. Và trong cái Shopee ấy, nó liên kết API với cái Facebook nữa. Chúng ta gửi link luôn vào chỗ này, xong rồi thằng Facebook ạ, nó sẽ tạo cho mình tiếp một cái link affiliate nữa luôn. Bạn hình dung không ạ? Có hai dạng affiliate, là affiliate qua nền tảng AccessTrade hay là affiliate trực tiếp với thằng Shopee. Nếu mà affiliate trực tiếp với thằng Shopee ấy, đấy, nó sẽ tạo ra cho mình một cái link affiliate này luôn và tính tiền của mình trên nền tảng affiliate với đây này. Đây là gì ạ? Đây là cá nhân này, đây là đối tác affiliate Shopee. Còn đây là nền tảng affiliate AccessTrade. Mọi người đều có thể thực hiện bất cứ là đối với đối tác riêng lẻ như thế này, hoặc là qua cái thông qua nền tảng này để mình đăng ký thì mình triển khai đều ok hết, và kết quả nó đều cũng tương tự na ná nhau. Mọi người hình dung không ạ? Đó. Thì ngay cái chỗ này thì admin chỉ đi theo cái chiều affiliate thôi. Còn một cái chiều affiliate nữa là chúng ta chia sẻ cái lợi nhuận với cái nền tảng luôn. Ví dụ như tôi chia sẻ nền tảng affiliate với Lazada khoảng 20% là Lazada tự quảng bá luôn cho tôi. Khá là hay đúng không ạ? Nó lại lấy cái hoa hồng đó, nó chia lại cho những người mà muốn làm tiếp thị. Và chỉ cần cái sản phẩm mà nó tốt thì người ta sẽ tự đăng ký, người ta tự làm luôn, và mình chỉ là ăn đơn thôi nhá. Ok, thì tiếp theo nhé. Trong cái quá trình mà làm affiliate cộng dropship này ấy, thì có những cái vấn đề sau, có những cái sự kết hợp sau này. Sự kết hợp giữa affiliate cộng dropship. Bây giờ chúng ta có thể là đăng ký, đúng không? Đăng ký affiliate, đăng ký dropshipping, đúng không? Và chúng ta affiliate sản phẩm của chính mình. Đó, đây là cái cách thứ nhất nhá, của cái sàn đó. Đăng ký dropship và list trên sàn, và list sản phẩm lên trên sàn, lên sàn thương mại điện tử, và chúng ta có thể quảng bá để chúng ta ăn affiliate hai chiều. Đây là một. Thứ hai á, là chúng ta đăng ký, chúng ta làm affiliate, chúng ta làm dropship này, chúng ta làm dropshipping, và chúng ta đăng ký affiliate cái sản phẩm tương tự như này. Ví dụ nhá, admin làm dropship về thời trang, nhưng mà tôi không có nguồn hàng về túi sách, thì bây giờ nhá, tôi lên AccessTrade này. Đấy, tôi làm về vấn đề thương mại điện tử. Tôi đăng ký cái thương mại điện tử ở trên này. Là bây giờ nhá, ở trên này nó có một cái như là, ví dụ như ở đây là tôi kiếm về giày nữ chẳng hạn, tôi làm thời trang nữ.
tôi kiếm cái sản phẩm về giày nữ, như ở đây mình có cái Juno này đó, ok. Và ở trên này nhá, tôi sẽ, trên này nó có cả giày, cả túi đó, túi giày các kiểu trên này. Tôi muốn đăng ký, tôi lấy link affiliate này luôn để tôi quảng bá nó, thì chỗ này nó có chia cho mình cái phần trăm á. Đấy, đây là gì, hoa hồng tối đa là 12,75% này. Chúng ta muốn xem, chúng ta xem cụ thể chi tiết từng từng cái mục affiliate của nó, là nó chia cho mình hoa hồng bao nhiêu bao nhiêu. Đây, ví dụ như này, mình đăng ký thêm, đúng không ạ, song song với quá trình mà làm dropship nhé, tôi đăng ký thêm bán túi và bán giày chẳng hạn. Ở đây giày, giày ở đây trên đây thì rất là đẹp, giày Juno thì khỏi phải bàn rồi, khá đẹp đấy, cũng khá là ổn, 400 đến 500 nghìn một đôi đó. Và trên song song, đúng không ạ, tôi quảng bá song song cái này, đúng không ạ, tôi quảng bá song song cái này và quảng bá song song trên một cái kênh social, và phải là kênh social nhé. Tại vì sao ạ, tại vì dropship ở trên kênh thương mại rồi, chúng ta không thể list sản phẩm lên trên này nữa, tại vì cái kênh affiliate nó không cho phép cái điều này. Mà trên kênh social, tôi vừa quảng bá cái áo của tôi chẳng hạn, nhưng mà tôi lại affiliate cái giày và cái túi chẳng hạn trên cùng một nền tảng, trong một cái quá trình, đúng không ạ, thì tôi vừa ăn tiền nền tảng, đúng không, vừa ăn tiền affiliate, vừa ăn tiền dropship, và song song luôn. Đây là cái tư duy thứ hai. Mọi người hình dung cái này không ạ? Mọi người hình dung không? Mọi người hình dung chỗ này không ạ? Đây là tư duy thứ hai, còn một tư duy thứ ba nữa. Mọi người hình dung không ạ? Có không? Hay là khó hiểu quá? Chưa rõ lắm. Tại vì sao? Tại vì bạn không, chưa bao giờ đăng ký affiliate, đúng không? Thì làm sao khó hiểu rồi? Khó quá hả? Hơi khó. Khó chứ, đúng không? Khó hả? Tức là bây giờ là phải tách ra làm hai phần, đúng không ạ? Thấy nhiều bạn cảm thấy cứ xem cái video này, đúng không ạ? Xem cái buổi học này nhá, sau này á bắt đầu chúng ta tháo gỡ đó. Affiliate là với nền tảng AdSense này. Đây, bây giờ nó dễ rồi. Đây này. Nó dễ hơn này. Kiếm tiền online được chưa ạ? Kiếm tiền online này cho cái sơ đồ tư duy này. Nó gồm affiliate này, thì affiliate trực quan luôn là đăng ký AdSense admin. Đó, và gì, đăng ký một cái hệ thống, một cái nền tảng dropshipping, đúng không? Dropshipping với Fori về ngách thời trang chẳng hạn, nói rõ cụ thể luôn một cái quy trình luôn đấy. Rồi là gì, bây giờ này, affiliate và dropshipping, đây trong cái phần dropship đấy, trong phần dropshipping là chúng ta lấy sản phẩm được chưa và để bán bình thường, là dropshipping là bán hàng không qua khâu vận chuyển, mà chúng ta cứ bán bình thường thôi. Thì song song với quá trình này, chúng ta lại đăng ký thêm, lấy sản phẩm để list sản phẩm lên, list sản phẩm trên sàn, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta đăng ký hai vấn đề, đăng ký AdSense này, đăng ký AdSense được chưa ạ? Để chúng ta tự bán sản phẩm của chính mình, để bán sản phẩm trên kênh Shopee. Và thực tế ở đây là cái kênh mà chúng ta trên sàn thương mại, trên sàn Shopee đi, nó dễ này, được chưa? Hai là chúng ta bán sản phẩm của đối tác khác. Ở đây cụ thể là Juno chẳng hạn, đúng không ạ? Juno chẳng hạn, ok chưa? Và bây giờ đấy, khi mà chúng ta tạo ra link rút gọn ở trên đây, cái phần dropship á, đúng không? Cái phần dropship là mình bán hàng trên sàn là nó rõ ràng rồi, có đơn là về đây chúng ta xử lý thôi, đúng không? Có đơn ở đây là chúng ta về xử lý, báo cho kho là bình thường. Còn lại affiliate trên này là nó là thụ động mà, nên chúng ta cứ quảng bá thôi. Để gì ạ? Đây ví dụ như là muốn bán cái đôi giày này chẳng hạn, JB muốn bán đôi giày này, thấy khá đẹp. Đây tôi lấy cái link này, các bạn phải hiểu được về affiliate hãng, đúng không ạ? Bạn phải biết affiliate là gì hả? Đây. Đấy, Afi. Ví dụ như là Afi cái sàn, cái giày này, tôi tạo link. Đấy, tôi tạo link. Và nó tạo ra cái link Afi này này, chuyển đổi này này. Bây giờ là tôi quảng bá trên kênh social. Ví dụ như tạo ra một cái fanpage, như ở đây mình tạo ra một cái fanpage này.
fanpage về đây mẹ và bé chẳng hạn, cái fanpage này là mục tiêu là để up free thôi chứ chứ không để làm gì cả. Đây, đồ mẹ và bé tôi vừa bán đúng không? Tôi vừa giới thiệu cái giày này lên trên cái kênh này, bạn giày đẹp quá này. Giày đẹp đúng không ạ? Giày đẹp để các mẹ ủng hộ đó. Ví dụ vậy, ai mà mua qua link này, ví dụ thôi nhé, rồi đăng lên trên kênh fanpage này, ai mà mua qua cái link này tôi được tiền affiliate, ok chưa? Bây giờ tôi lại affiliate chính cái kênh thời trang này của mình. Đây tôi lấy cái link affiliate này, lấy link đăng ký affiliate, lấy được link rồi đó. Đó, tôi đăng ký cái link này đúng không ạ? Cho tôi lại quảng bá tiếp trên cái kênh fanpage đó. Rồi tạo tiếp, đăng tiếp lên trên này đúng không ạ? Áo đúng không ạ? Áo dễ thương này, dễ thương đấy, áo top top, ví dụ như vậy nhá. Và cái câu chuyện này như thế này thì song song với quá trình mà làm, tại vì sao? Tại vì có những cái nét tương đồng liên quan đến thời trang nên ra là mình đăng ký những cái sản phẩm về dropship và affi, về thời trang, về làm đẹp, tạo ra một cái kênh liên quan đến vấn đề này, và cứ vậy mà đăng bài, cứ vậy mà kéo phễu vào cho gia tăng cái kênh này lên. Và sau đó là gì, người ta mà mua hàng ở trên Shopee á, đúng không ạ, thì tôi sẽ có đơn đây, tôi sẽ có đơn đấy, đăng ra này, tôi sẽ có đơn đúng không ạ, tôi sẽ có đơn đấy, người ta là mua hàng thì tôi sẽ có đơn, tôi sẽ có đơn ở trên kênh này đấy, người ta mua hàng thì tôi sẽ có đơn ở trên Shopee đấy, lại được thêm tiền affi ở trên Accenture, cộng với việc là các cái sản phẩm tương tự đó mà người ta mua thì mình lại ăn tiền thêm ở Accenture này, và một tháng ấy, tiền nó sẽ đổ về từ hai phía là affi và dropship. Nói tới đây thì mọi người có thể dễ hiểu hơn không ạ? Tức là song song thôi, nó chỉ là làm, một là đăng ký với nền tảng affi này, hai là chúng ta phải làm chọn một cái ngách liên quan đến dropship này, đúng không ạ? Sau khi một vấn đề quảng bá ấy, là chúng ta quảng bá song song những thứ tương đồng nhau để tạo ra một cái kết quả to hơn, ok không ạ? Nó khó cho những người mà chưa bắt đầu đúng không ạ? Đây là tư duy thứ hai thôi. Tư duy thứ ba là cái tư duy khó hơn và nó là cái tư duy cao cấp, là tôi làm dropshipping và tôi làm được thành công, và tôi affiliate các sản phẩm tương tự rồi, các sản phẩm tương tự. Hai nữa là tôi affiliate những cái sản phẩm số để tạo ra được hệ thống chuyển đổi. Ví dụ như là mình muốn có nhiều đơn trên dropshipping á, mình sử dụng tool auto marketplace hoặc là sử dụng email marketing, thì những cái tool auto marketplace này, những cái công cụ ấy, đây là những cái công cụ này, những cái phần mềm này, thì khi mà các bạn muốn thành công với việc mà làm dropship này, đấy, việc mà làm với affi này, đó, thì các bạn cần phải sử dụng những công cụ giống như tôi, đúng không? Ví dụ như là sử dụng auto marketplace, các bạn cần phải có một cái website, thì tôi affiliate các cái về hosting, về tên miền đó. Các bạn cần email marketing thì tôi cung cấp email marketing chẳng hạn, hoặc là cái khóa học về làm dropship, khóa học về làm affi, hoặc là khóa học làm website, thì tôi affi những thứ liên quan toàn bộ hệ thống này để tạo ra được cái chuyển đổi giống như thế này, đúng không ạ? Và kết quả ra làm sao? Kết quả như hồi sáng nay á, kết quả cuối cùng của nó là gì? Kết quả sáng nay ấy, chiều nay mình mới đưa vào trong ngày hôm nay thôi nhé, trong ngày hôm nay chưa hết. Kết quả trong ngày hôm nay của mình nhá, mọi người có thể nhìn thấy đúng không, là vấn đề mà tôi có đơn hàng trên Shopee đấy, mình nhận được tiền từ việc mà bán phần mềm, đang trong 99k nhá. Ở đây là nhận được tiền từ dropship với dropship qua giao hàng tiết kiệm này, 1.3 triệu từ doanh số đấy.
Tiếp theo đó là dropship, kiếm được tiền với thằng AccessJoy này, đúng không ạ? Rồi kiếm được tiền từ việc mà tuyển cộng tác viên bán áo cho mình nữa. Đấy, cộng tác viên bán áo cho mình, chia lợi ích cho họ và bán áo cho mình nữa, đúng không ạ? Và bán phần mềm, bán hosting vừa xong bán phần mềm, bán hosting này. Thì bây giờ cái kết quả tôi cuối cùng nó là gì? Một đấy, tiền về từ đâu? Một là tiền về từ việc bán áo. Việc bán áo này á là bán áo ở trên Shopee, đúng không? Bán áo qua kênh cộng tác viên, bán áo qua kênh social. Đấy. Hai là tiền về từ việc bán phần mềm. Tiền về từ việc bán phần mềm, bán hosting. Đấy, bán khóa học là tiền về từ đây. Ví dụ như là anh em mình có thể nhìn thấy nhá, như ngày hôm nay rồi mình nhá, đây là hosting này, nó được approve này, có nghĩa là thành công á, được chưa ạ? 50 đô này, mình đang có khoảng 1 triệu nhá, được chưa ạ? Đây là chưa hết đâu, đây là chưa hết. Đây nhá, từ buổi chiều hôm qua là nhận được rất là nhiều đơn từ cộng tác viên làm bán áo với mình. Các bạn có thể nhìn thấy áo này, đúng không ạ? Áo hoodie cho Shiba này. Đó, rồi là tiền từ Shopee này, rồi bán trên Shopee này. Rồi tiền từ cái việc mà mình bán trên kênh social ấy, thì mình nhận được tiền từ giao hàng tiết kiệm, tôi lấy giao hàng tiết kiệm tôi quảng bá. Rồi là tiền từ việc tôi bán phần mềm, đúng không ạ? Tiền từ việc tôi bán khóa học, đúng không ạ? Khóa học nữa, ví dụ như là vừa xong tại Hiền, đúng không ạ? Có học khóa học 4 triệu nữa, thì tổng thu nhập, tổng doanh số của admin ngày hôm nay ấy, cá nhân mình thôi nhá, là rơi vào khoảng đâu đó khoảng tầm 10 13 14 triệu gì đấy. Bây giờ là mình vẫn chưa kết thúc đâu, tại vì bây giờ này cho mọi người xem nhá. Cho mọi người xem tiếp nhá. Ngay bây giờ luôn nhá. Ngay bây giờ mọi người có thể vào trong cái nhóm, đây là 03 này. Đây nhóm mà đào tạo 3 ngày. Đây 03 này, admin sẽ gửi lên trên này tiếp. Đây, ngay bây giờ nhá. Đây là tiền từ việc mà mình affiliate bán áo, đúng không? Cung cấp áo và người ta chuyển khoản lại cho mình ngay bây giờ nhá. Đó. Rồi là bán tiếp tục nữa này. Ngay bây giờ luôn á, trong khi mà đang zoom với các bạn đây này, đang zoom với chúng ta thì mình vẫn đang tiền nó vẫn đang vào tài khoản mà, và đấy là cái kiếm tiền thụ động thực sự là như thế đấy. Đây tiền đây nữa này, và cả bán cả nick nữa này, bán cả sim số này, có nghĩa là bán các công cụ làm tất cả những vấn đề liên quan. Đây mọi người lại nhìn thấy này, 6 phút trước là có nghĩa là đang nói chuyện với mọi người ở đây, đúng không ạ? Và lúc ban đầu bắt đầu zoom á thì ở đây, đúng không ạ? Hệ thống vẫn đang chạy, đúng không ạ? Đấy, mua sim này, tức là cái tư duy thứ ba liên quan đó, đó là gì? Làm dropshipping và bán affiliate những sản phẩm tương tự tương đồng cùng một ngách, rồi affiliate những cái công cụ phần mềm sim này, nick này, vân vân. Đó. Ngày hôm nay thì chưa kết thúc ở đây đâu, đúng không ạ? Chưa kết thúc ở đây đâu, còn admin còn bán cả nick, có cả nick Facebook nữa. Đó, và có nhiều bạn, đúng không ạ? Nick. Đây, buổi trưa nay thì có bán vài cái nick cho bạn này. Bạn này chuyển cho admin 275.000 ngày hôm nay á. Đây, hôm nay này các bạn thấy hôm nay không? Hôm nay này, chuyển này. Đúng không ạ? Và tổng số lượng tiền ngày hôm nay của admin trong cái mùa dịch này ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 10 mấy triệu. Đó, tiền nó từ đấy. Đấy, tiền nó từ đây này. Tiền về từ đâu mà, đúng không ạ? Về từ bán từ Shopee, bán từ cộng tác viên, bán từ các kênh social, đúng không ạ? Bán phần mềm, bán khóa học, bán hosting, bán tài nguyên, gọi là bán tài nguyên. Và ở For Recenter có tất cả những thứ này. Anh em nhìn có chịu học hay không thôi. Đấy, tôi sẵn sàng chỉ cho mình toàn bộ mọi thứ, đúng không? Nó rất là nhiều việc, đúng không nào? Và đấy, việc của chúng ta là gì? Việc đơn thuần affiliate và dropship là gì? Dropship và affiliate là gì?
Affiliate là gì? Là chọn sản phẩm, đăng bài và đăng bài. Thế thôi, câu chuyện nó chỉ thế thôi. Tại vì sao? Tại vì làm online mà có làm gì đâu, đâu phải đi cày, đi cuốc, đi cấy đâu, đúng không nào? Nhưng mà vấn đề đăng bài như này, đăng bài như thế nào, đúng không? Đăng bài như thế nào đấy, đăng bài ra làm sao, đúng không nào? Thì chúng ta phải làm nhiều thứ, đúng không? Và việc của nó là ví dụ như là xây dựng kênh gì, như là kênh Facebook này, đúng không ạ? Trong Facebook cụ thể đó là fanpage này, đăng bài trong nhóm này, đúng không ạ? Tuyển cộng tác viên này đấy, tạo Shopee này, làm ảnh này, đúng không ạ? Làm bài viết, làm content này, làm video, làm review này đấy, làm hướng dẫn này, đúng không ạ? Viết ebook này, viết blog này đấy, chạy quảng cáo này, đúng không ạ? Tư vấn member này đấy, làm online là chỉ có thế thôi, đúng không ạ? Và kết hợp với cái việc sản phẩm đó là gì, đúng không ạ? Và để làm được cái này, đầu tiên là chúng ta xác định sản phẩm bán, đúng không ạ? Xác định đối tượng khách hàng, xác định hệ thống kênh quảng bá đấy, đúng không ạ? Xác định chiến lược marketing đó, và áp dụng nó vào một cái mô hình, tạo ra chuyển đổi. Và admin là làm thời trang này, tuyển cộng tác viên bán thời trang này, đúng không? Rồi là gì ạ? Viết bài review về thời trang này, làm các kênh bán hàng về thời trang này. Ngoài ra tôi còn tạo ra một cái kênh như là Amazing Shop này đó, làm website này để giới thiệu, để quảng bá, để tuyển sỉ lẻ các thứ kéo về, đúng không? Và cái kênh này ấy, thì tôi không những là bán một cái thời trang bình thường đâu, còn là bán thời trang team này, thời trang cao cấp này đó, bán nhiều thứ luôn, chứ không chỉ là bán các cái áo đơn thuần ở dưới đó như kia, mà bán được nhiều thứ hơn, tạo ra một kênh shop này để bán được nhiều thứ hơn này, xong rồi làm review nữa đó, có viết review về những cái kính đồ các thứ này, ai đó mà đọc được, đúng không nào? Ai đó mà đọc được ấy, thì người ta mua, đúng không? Người ta click vào fanpage này, các bạn có thể nhìn thấy này, 17 view này đó, người ta click vào cái fanpage này chẳng hạn, thì đấy, người ta mua sản phẩm của mình đấy, có Messenger này đấy, bấm vào đây thì đúng không ạ? Đấy, bấm vào người ta sẽ inbox này, đúng không ạ? Người ta sẽ hỏi giá này, thấy không? Người ta sẽ mua hàng qua fanpage này, mua hàng qua Shopee này, đúng không ạ? Và từ cái kênh review này, từ kênh review như thế này, đúng không? Từ kênh website như thế này, đổ traffic về đây, câu chuyện của mình chỉ là thế thôi, đúng không? Thậm chí là làm TikTok đấy, Amazing Shop Team này. Hiện tại thì em cũng đang làm. Đó, rất là đều luôn đấy, 400 view. Bây giờ kênh này là về thời trang cao cấp thì hiện tại á, là cái kênh này, cái kho này đang bị rơi vào cái vùng phong tỏa, chờ hết phong tỏa là mình xóa thôi đấy, 400 rất đều, 400 view liên tục, tất cả mọi kênh video đều 400 view, kênh này khá tốt đó, kéo traffic. Và câu chuyện của mình là tập trung xây dựng và tập trung làm, thế thôi, là mình tạo ra một cái kết quả như mong muốn. Ok, mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Mọi người cảm thấy hiểu vấn đề không ạ? Mọi người cảm thấy có rất là nhiều cách kiếm tiền trên Internet, đúng không nào? Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Đó. Và chúng ta tập trung vào cái con đường này để chúng ta làm. Ok không ạ? Dần dần nó mới sáng tỏ ra được. Câu chuyện nghe có vẻ dối, nhưng mà phải nghe như vậy thì chúng ta mới hiểu được là bây giờ mình phải làm gì? Cuộc sống này bây giờ mình làm gì? Nó khó chứ. Bây giờ chúng ta phải hình dung là mình đi làm thuê cả đời mà. Các bạn làm thuê bằng một ngày hôm nay admin làm không? Nên tôi vẫn có cái niềm tin của mình. Thật sự luôn, ngày hôm nay với ngày hôm qua chẳng khả năng là kiếm gần mười mấy 20 triệu. Đúng không? Là cái ngày kiếm tiền này là admin không là gọi là lười đấy. Chứ cái ngày mà đỉnh cao admin là một ngày nhá, 60 triệu. Một ngày 60 triệu để tạo ra một cái hệ thống như vậy đó. Mấy nay là lười và đang bị xuống này, thật ra là
mình phải kích hoạt mình lên. Đấy, với cả công công tác, xin thưa cho mọi người biết rằng là admin còn đi làm cái giờ hành chính nữa. Mình là nhân viên văn phòng nhà nước, đúng không ạ? Làm giờ hành chính nữa, tất cả cái hệ thống này ấy, là tôi xây dựng là nghề tay trái ấy. Nói nôm na na là như vậy, là nghề tay trái của tôi. Tôi vẫn đi làm nhà nước, lương tháng 7-8 triệu. Và hệ thống này, đúng không? Một ngày hôm nay thôi là bằng lương cả một tháng của mình luôn rồi. Và hình dung không? Và câu chuyện là dropship, upfill và quảng bá nó. Và bây giờ để thành công nữa thì nó đòi hỏi việc xây dựng thôi. Thế thôi. Đấy. Và nó tạo ra một cái hệ thống thu nhập thụ động trên cái sự chủ động của mình. Mình phải làm. Chứ không phải là thụ động mà làm sao không kiếm được tiền đó. Nó khó mà. Nó khó chứ. Nó xác định làm như thế này ấy, thì chúng ta phải tập trung hết sức mình. Đúng không? Và nó không cần tốn quá nhiều thời gian mà chúng ta phải hiểu vấn đề, chúng ta phải hiểu được cái lộ trình, giống như ngày hôm nay này, cái ngày hôm nay khóa, cái buổi học này á, nó nằm trong cái khóa học về digital team, digital marketing và cái khóa học về mastery, về affiliate mastery, đúng không? Của admin, để cho mọi người hình dung được trong cái bối cảnh kiếm tiền này như thế nào đó. Chứ không phải là chúng ta, nếu mà dễ thì người ta giàu hết rồi, rõ ràng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì là một ngày cũng khá là ổn với admin, và tôi muốn tiếp tục như vậy đó. Và mấy ngày đang tối ưu thêm mấy cái kênh về Shopee, về phụ kiện điện thoại nữa, nên cả cái kênh về Visa nữa, nó giá rất là tốt, mới cả làm về mỹ phẩm nữa. Và hồi sao mà tôi làm nhiều vậy, tại vì tôi làm từ lâu rồi, và các cái kênh mà vừa xong sâu cho mọi người là một cái máy thôi. Hiện tại thì mình có rất là nhiều máy tính đây, ví dụ như cho mọi người xem nhé. Đây là một cái màn hình, đây là cái màn hình nha, đây là cái màn hình đấy, chứ không phải là cái đồ chơi đâu. Đây trên này nha, ví dụ như cái trên này nha, đây nó này ra đây. Đây thì admin có cái kênh về giày nữa nha, giày bán hơi bị chất luôn đó, bán hơi bị ổn luôn. Đây là shop giày này, đây là đang zoom với mọi người mà vừa xong, mọi người xem mà admin đang sâu này, mọi người nhìn thấy không? Đây là cái kênh thời trang này, đúng không ạ? Ở đây bên này nó có một cái máy tính nữa này, đúng không ạ? Bên này có một cái máy tính nữa, và ngay chỗ phòng bàn làm việc của admin là có ba cái máy tính này. Để tôi thực hiện cái bên này là cái shop phụ kiện điện thoại. Cái shop phải phụ kiện điện thoại. Đây, shop phải phụ kiện điện thoại ở đây, và nó đang ra kết quả chạy tun tiếc ở bên này. Và chạy quảng cáo nữa. Chạy quảng cáo nữa. Bên này đang chạy quảng cáo. Đang nghiên cứu nick để chạy quảng cáo nữa đây này. Xíu nữa add thẻ thử xem chạy được không này. Ở đây là phụ kiện điện thoại này, thấy không ạ? Thời trang này, đúng không? Phụ kiện điện thoại này. Thời trang này. Đấy, thời trang, đúng không ạ? Dây này. Ở bên kia nữa, ở máy bên kia nữa. Đúng không ạ? Để mình làm. Đó, và đó là tại sao mà kiếm nhiều tiền là từ đâu. Và có laptop nữa, laptop bên kia. Nhiều quá. Bạn nghe rõ không ạ? Được tay đưa vào trong cái ghim này. Mọi người nghe rõ không ạ? À ok, tưởng đâu máy nó hư rồi. Ok. Và đó là hệ thống, đúng không ạ? Ngồi một mình ở chỗ này á là kiểu ba cái máy tính vậy á, đúng không ạ? Ba cái máy tính vậy á. Đó. Ăn ngủ ở đây luôn, đúng không ạ? Ngồi xong rồi chán mệt quá là ngủ luôn. Ở dưới đây có để sẵn chiếu rồi là gối ngủ luôn. Đấy, nước non như thế này. Thế nên người ta ngồi đây là kiến tất, ông muốn làm gì tôi làm đấy cho ông. Đó. Nên giờ là đấy, thế sao là như vậy, và cái đó mình phải có đam mê mình làm sẽ thành công. Đam mê làm thành công thì cái câu chuyện đấy là nó dễ hay nó khó? Quan điểm bạn nghĩ là nó quá dễ. Tại vì như thế này, gia đình của tôi á, là xuất phát từ là làm nông dân. Tôi không phải là người gọi là áo lụa cơm là, không có chuyện đó. Tôi một người rất bình thường, và tôi cũng đi học đại học, tôi cũng đi phụ hồ,
tôi cũng đi làm dãy, nhà tôi trồng cà phê. Nhưng mà cái quan điểm tôi là tôi không có thích làm cái đó đâu. Nhưng mà tôi đi làm, tôi thấu hiểu được là riêng đấy mà cái việc làm chân tay ấy, nó vất vả hơn như này vô cùng, đúng không? Đây máy lạnh ngồi đây đúng không ạ? Ngồi đây nói chuyện với ông là tôi bật máy lạnh ngồi đấy, máy lạnh như kìa đấy, và nhân viên mà có đến đây cũng ngồi máy lạnh. Nó sướng hơn việc mà chúng ta đi làm nông hoặc là đi làm hồ, nên ra là rõ ràng nó khó hay không, nó khó vì đây là kinh doanh tri thức. Còn lại á, quan điểm của admin là nó sướng hơn rất nhiều. Mình có thể ngồi đây mình bán hàng, nhưng mà mấy anh chạy ship ấy, mấy anh mệt, phải trời nắng chứ. Ví dụ như cái đất Phan Rang này nắng một ngày buổi sáng nó đến tầm 40 độ lận, người ta ship trời mồ hôi mồ kê toát hết mồ hôi ra, mặt mày nắng nóng lên nó nám hết rồi, là nó rất vất vả. Bao nhiêu tiền một tháng? Cũng được 6 triệu 7 triệu tiền lương thôi. Có thể trong đây một ngày mình kiếm 6 7 triệu là chuyện có thật, nhưng mà nó không phải là. Đối với một newbie thì các bạn cần phải đặt mục tiêu và mình phải tin chắc về điều đấy, tại vì tôi làm được nên tôi tin. Còn anh em mình không làm được nên mọi người cảm thấy rằng ừ, biết là có thật hay không. Ngày xưa tôi cũng vậy, tôi mẹ làm gì mà bọn nó làm gì đâu mà một ngày mà cả 10 10 20 triệu. Mình kiểu như là mình nghe câu chuyện đấy như là lùa gà. Sau rồi đến khi mà tôi đọc các cái báo ở nước ngoài, tôi thấy có một ông ấy, ông đọc ở trên kiếm tiền center của Thế Khương á, lúc ấy fan của Thế Khương thật sự. À, ở đây mà anh em nào mà làm MMO lâu từ 2010 đổ lại về đây là cũng đọc blog của anh ấy, rất làm rất chất và bài bản, một trong những cái người mà khá ổn. Và lần mò bên đấy tôi sẽ theo dõi được nhiều cái trang về về MMO và có những người, và sau này thậm chí bây giờ trong Forex có những anh mà kiếm được 20.000 đô là chuyện bình thường rồi. Còn lại đó là người ta kiếm một năm 500.000 đô, nó rơi vào khoảng hơn 2 tỷ rưỡi 3 tỷ gì đấy, đúng không? 500.000 mà mấy tỷ mà mình cảm thấy rằng thật sự là nó có thiệt, chẳng qua là mình trình và mình không có, mà mình không ở cùng đẳng cấp của người ta nên mình nghi ngờ, cho tới khi mình làm được một ngày 100.000 bắt đầu mình tin, rồi ngày 500.000 giống như là ngày hôm nay vừa xong mình sâu cho các bạn đấy, có phải là gì ạ, có phải hơn mười mấy triệu rồi không? Thì đó là cái câu chuyện mà tại sao mà mình bảo rằng đó là nó khó chứ, nó khó bởi kiến thức, nhưng á mà nó sướng hơn việc mà chúng ta so với đi làm phụ hồ này, đi làm nông này, nó sướng hơn nhiều lần. Và tôi sẽ đem cái câu chuyện cảm hứng này sẽ truyền lại rất là nhiều qua các buổi Zoom khác nữa đấy, nên ra là mình phải cố gắng, đúng không? Không thì anh em mình cứ đi xem, đi phụ hồ thử xem là mệt không mệt, về buổi chiều buổi tối về làm được gì không ạ? Không làm gì được gì, mệt vô cùng. Cho ví dụ như là xây mà ông phụ hồ trong cái nhà nào mà nó đang đã trong cái quá trình xây dựng nó đỡ, ông thử phụ hồ vào cái nhà nó đang đổ mê chẳng hạn, hay là nó đang làm bột kè chẳng hạn, ông đi vác đá, hoặc là ông đi làm móng chẳng hạn, ông phải khênh các cái đá đá trẻ để ông xây móng ấy. Ông thấy cảnh luôn. Một tuần đó là một tuần rất mệt. Thì cái câu chuyện trong quá trình xây dựng này thì cái thời gian đầu ấy, là cái câu chuyện xây dựng ấy, nó cũng như vậy, nó phải khênh những cái cục đá tảng rất là nặng, đổ mê rất là nặng, xách vữa lên, không có cái máy hút đâu, xách vữa lên trên đó mà đổ, trời ơi, mệt chứ, căng, rất căng luôn. Nhưng mà qua đó thì vào trong xây thì nó lại nhàn, trong quá trình mà xây dựng và phát triển nó lại nhàn thì nó dễ đấy. Và cái cuộc sống của một dropship là như thế đúng không, của MMO là như vậy, để làm những cái thứ mà ra tiền thôi, tập trung vào những cái mà nó mình thích. Và em mình rất là đam mê viết content, tôi có cái khả năng về content, tôi viết content, tôi viết 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 thôi, tôi không quan tâm là có người nào đọc hay không, tôi quan tâm là việc tôi phải viết, đúng không? Thế thôi, tôi cứ viết thế để gì ạ, ai đọc được thì đọc, ai thấy thì thấy. Kể cả cái buổi Zoom này cũng vậy,
ông nào vào ông nào ra tùy ông, tại vì nó miễn phí, ông muốn xem thì xem, muốn xem thì thôi. Còn cái câu chuyện tôi muốn nói thì tôi vẫn nói, và làm MMO là như vậy. Ông nói rằng ở cái này không ai mua đâu, đấy là việc của ông, còn tôi làm là việc của tôi, đúng không? Và mình tin rằng đấy là sẽ có người mua, tại vì sao? Mình đã biết được đó, là trước mình đã có rất là nhiều người thành công rồi, nên ông khác không nói, không có đá động gì vào mình được hết, mình cứ thấy mình làm thôi đó, và cứ làm dần 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 nó to lên, có người mua rồi, có người biết mình rồi, có người người ta cần sự hỗ trợ của mình, mà nó tạo ra được cái cộng đồng Forum Center và cái cộng đồng như ngày hôm nay. Đó là cái mà tôi muốn anh em mình thấy rõ, đúng không? Và hiện tại đấy thì admin đang có cái khóa quá trình chỉ dẫn toàn bộ vấn đề này. Hiện tại đối với chủ shop và chủ shop chủ kho ấy, admin đang quá trình khoảng tầm 10 đến 20 triệu trong vòng tầm 1 tháng đó, và setup quy trình cho họ, hoặc là làm dịch vụ luôn cho họ về xây dựng hệ thống kênh như thế này luôn, là 25 triệu một hệ thống kênh này, là nó vận hành, nó tạo ra được chuyển đổi luôn đấy. Và cái người mà tiếp quản cái quy trình hệ thống đó là phải là chủ kho, chủ shop được học để vận hành. Còn hiện tại á, để làm được các cái vấn đề như mà tôi nói lên đây này, là các cái module khóa học này, các cái hướng kiến thức này ấy, là nó được tổng hợp hết ở trên Kinh doanh Online Z rồi đó. Và anh em nào mà thực sự đam mê với kiếm tiền online, với dropshipping, với affiliate, và muốn học và nó tạo ra một cái nghề, tạo ra được một cái nghề thật sự, tôi có nguồn hàng này, tôi phải deal bằng máu của mình. Nghĩa là sao? Tức là tôi phải bỏ tiền ra để ký quỹ, tôi phải bỏ tiền ra để nhập hàng, trở thành đối tác của nguồn, trở thành đối tác của các cái xưởng kho may, để lấy được cái giá cực kỳ tốt, chứ không phải là ấy ông đi kiếm job đi, chẳng ai biết ông là ai. Tôi nói thật sự, cũng cái thời gian này mùa mưa 4 năm trước, ở tôi vác ba lô xuống Sài Gòn để đi kiếm nguồn về phụ kiện điện thoại với cả iPhone ấy. Bán iPhone này. Admin có mở, bây giờ là mở 3 cái shop về điện thoại rồi. Vác xuống. Và bọn nó để cho mình cái giá là bằng giá bán lẻ luôn. Nó đắng lắm, nó không phải đơn giản là giả. Anh em mình đi kiếm nguồn đi là sẽ hiểu. Mẹ nó để cho mình giá, ví dụ bán giá 5 triệu, nó để mình kiểu như là 4 triệu 8 thôi, lời có 200 nghìn. Bằng mẹ bán giá bán lẻ luôn, thậm chí nó bán giá bán lẻ bằng cái giá đó luôn, và mình bán không được. Bạn hình dung không? Bỏ máu làm như vậy đấy, mồ hôi máu và nước mắt rất nhiều, và rất là nhiều tiền đó. Và bây giờ là mình khác, mình có vị thế rồi thì mình có quyền deal giá, mà mình bị lừa lọc nhiều rồi, mình sẽ mạnh dạn hơn, mình dày dặn hơn, mình phân tích là giá này trên thị trường nó chỉ vậy thôi. Và bây giờ tôi yêu cầu anh là để ao lấy cho tôi khoảng tầm 50 nghìn thôi, hơn thì thôi, và tôi sẽ nhập của anh cái đơn đầu tiên khoảng tầm 20 triệu về các cái áo như thế, ví dụ như thế, là bắt đầu mình có cái kinh nghiệm deal giá rồi, có kinh nghiệm mình phải bỏ máu thật sự, sau đó là làm với nhau nhiều, nó tạo ra một cái qua lại ấy. Tôi với ông làm nhiều thì kiểu như là đối tác rồi, đối tác thì nó lên tầm lên ra là bán rất là nhiều cho họ rồi, bắt đầu mình ok đi giá tốt hơn nữa, và có gì hay người ta chỉ mình. Đó là thời gian, đó là công sức, đó là tiền, đúng không ạ? Để có một cái hệ thống chạy vận hành ổn như thế này, các bạn nghĩ là nó chỉ là kiến thức hay sao, đúng không? Kiến thức là ok, good job, mình vẫn thành công được. Nhưng mà ở trong đây là AP có toàn bộ mọi thứ rồi, nguồn kiến thức, hệ thống kênh, công cụ, đội nhóm, mọi thứ để mình làm. Và cái cơ hội này, cái toàn bộ cái này là được chỉ dẫn một trong đây, là cái module ngày hôm nay ấy, nó khá là cao cấp đối với new wine, đúng không ạ? Và cái module này nó phù hợp với những cái bạn mà đã tham gia ít nhất là 3-4 zoom rồi, học biết về dropship rồi, nghe cái zoom này sướng, tại vì có cái định hướng về affi, có định hướng là mình làm kết hợp đan xen, chứ không phải là chỉ là làm đơn thuần như thế. Làm đơn thuần như thế thì còn lâu mới giàu thật sự luôn. Mình phải làm rất là nhiều, và mình có lộ trình mà mình có thể ứng dụng cái điều này để làm được nhiều thứ. Hiện tại thì mình có rất là nhiều học viên của mình đó, là ứng dụng nó làm bất động sản khủng khiếp luôn đó, thật sự. Ứng dụng vào làm sỉ
về nông sản. Bây giờ nó lên, nó không làm member, nó làm bỏ sỉ luôn rồi, làm bỏ sỉ về nông sản luôn, ứng dụng hệ thống kênh để làm kênh bán sỉ sầu riêng, bơ này, mít này, rồi là các cái rau củ quả ở Đà Lạt, khủng khiếp luôn. Sau này nói chuyện ra bất ngờ luôn, tại vì quá pro. Thật sự mình cũng cảm thấy là mình rất là tự hào về những cái người như thế. Và doanh số thì đưa cho mình là mình hết hồn liền, đúng không ạ? Cả trăm triệu, vài trăm triệu là chuyện đơn thuần, tại vì đây là cái kiến thức này nó áp dụng vào trong thực tế bất kỳ cái doanh nghiệp công ty nào mà. Thì trong cái buổi này anh em nào mà thật sự muốn chiến cùng admin thì đăng ký khóa digital marketing của tôi, đúng không ạ? Và cái khóa này là có tất cả mọi thứ này dành cho mọi người: kiến thức, nguồn hàng, cơ hội thêm về các cái sản phẩm số, hosting, tên miền, phần mềm, cái tài nguyên tất tật, đúng không? Và trị giá là 5 triệu trong cái buổi Zoom này. Và anh em nào mà muốn đăng ký, đúng không ạ, thì liên hệ với admin ngay sau cái buổi Zoom này, đúng không? Buổi họp này thì chúng ta sẽ triển khai làm toàn bộ những vấn đề này, hoặc là liên hệ qua số Zalo là 0365988719. Đó, liên hệ với admin qua cái số Zalo này để chúng ta đăng ký, đúng không ạ? Thì sẽ nhận được một cái ưu đãi rất là lớn. Đó, thì đây là những cái mà cơ bản thế thôi, đúng không ạ? Còn lại cái kiến thức như là vừa xong á, trong cái buổi chia sẻ này á, là trên cái phần lead á, chúng ta nắm được cái phần đó chúng ta làm cũng thành công, chúng ta làm là sẽ thành công thôi, nó không có cái gì cả, đơn thuần là như vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta thật sự mà nghiêm túc mà muốn học để mua thời gian của người khác, mua cái quá trình mà công sức của người khác bỏ ra, mua chất xám của người khác và để làm gia tăng nhanh hơn cái quá trình mà tự mày mò ấy, thì chúng ta đăng ký, đúng không? Thế thôi, đơn giản là như vậy. Với câu chuyện này đã là nó đòi hỏi sự chăm chỉ, đòi hỏi sự nghiêm túc, đòi hỏi sự kiên trì và đòi hỏi phải học rất là nhiều cái kiến thức nhỏ nhỏ phía trong đó, như là viết content làm sao, như là làm cái hình ảnh ra làm sao, làm Shopee như thế nào, làm kênh như thế nào, vân vân. Thì tất cả những cái đó, đúng không ạ, mình tích hợp lại tạo ra một cái dự án đang xem, và tất cả những cái module đó đã được đóng gói lại ở các cái khóa học, ở các cái buổi chia sẻ của phía trước, đúng không ạ, là cái kinh nghiệm của cả một hệ thống và một đội nhóm và thời gian qua của anh Vin làm để tạo được cái kết quả như vậy. Đang chờ các bạn mà bạn muốn thì chiến, đúng không ạ, tham gia team để cùng lập team, để cùng chiến qua cái mùa dịch này. Đấy là cái mà cái buổi chia sẻ của mình, đúng không? Anh em mình cảm thấy như thế nào ạ? Anh mình cảm thấy buổi chia sẻ này nó có thú vị không, nó có ý nghĩa với mình không? Tôi đây là tất cả những cái mà kinh nghiệm của mình trong thời gian qua, thật sự đó là những cái mà tôi đang làm hàng ngày và phát triển hơn nữa là tạo ra thêm nền tảng, một cái mục tiêu của mình. Đấy. Ok, cảm ơn chị Chi. Ok, Tạ Hiền. Đó, các bạn thấy sao ạ? Như nào ạ? Nó có ứng dụng không? Nó hay không? Các bạn comment một cái nào để có động lực để chia sẻ có những cái dung khác nữa cho anh em mình. Nó kiếm tiền thì nó có nhiều thứ. Cái bản chất là kiếm tiền nó không quá khó. Cái khó nhất của mình là mình không xác định được là mình ở đâu. Thậm chí là mình không xác định được cơ hội của mình là gì luôn. Xác định cơ hội của mình là gì tức là sao? Bây giờ mình kiếm tiền như thế nào bây giờ? Con đường nào để mình kiếm được tiền? Không có. Đó. Nên là dàn thành ra là nó cái khó ấy, nó lại bó cái khôn. Đúng không ạ? Đấy, cái khôn này bó cái khó, nó cứ như vậy đang xem, không thể nào phát triển bộc phát được. Đấy. Và mình làm, mình sẽ thành công, mình làm, mình tập trung, mình sẽ ok thôi. Đó là những cái chia sẻ của anh Minh. Còn anh em mình có cái câu hỏi gì không ạ? Em mình có cái câu hỏi gì không? Ok, Hải Quách chia sẻ được gì không em ơi? Chia sẻ về cái quá trình mình học làm. Hải Quách là một trong những bạn ở trong Digital Team này. Bật mic chia sẻ được không? Những kiến thức mà em đã học và những cái mà em đang làm. Nói chuyện một tí nhé. Hello. Ok. Rồi, nghe rõ đúng không anh?
Ok, nghe rõ nha. Rồi. Xin chào mọi người nha. Mình là Hải Quế. Thì hiện tại mình đang làm ở trong team digital của AD. Thì người mình là một công nhân đi làm cũng lâu rồi, mình mới vừa tham gia với Forest Center là cũng hơn 2 tháng thôi. Và có tham gia team digital của AD là nhận được trong quá trình làm với Forest Center thì mình nhận được rất nhiều thứ. Mình nhận được kiến thức là xây dựng hệ thống kênh như thế nào, rồi cách để phát triển hệ thống kênh và làm cho nó viral lên để cho nó được nhiều kết quả hơn, và làm dropship với đội nhóm. Và mình biết được kết quả của bạn là gì, mục tiêu của em là như thế nào trong tương lai. Dạ vâng ạ. Thì mục tiêu của em sắp tới là sẽ tập trung hơn nữa với digital, phát triển hệ thống kênh và sẽ dành thời gian nhiều hơn để làm với Forest Center nhiều hơn. Thì thực sự là ở trong Forest Center thì em nhận được rất là nhiều cơ hội và em sẽ tiếp tục phát triển nó. Ok. Yeah. Được rồi. Ok. Hôm nay không bật được mic đúng không? Làm bố rồi sao mà có thể chia sẻ. Thì mấy hôm nay thì nhà cũng mới sinh bé cho nên là hơi bận rộn xíu. Cố gắng tập trung vào cái thiên chức. Chúc mừng em đã lên chức bố nha. Và cơ hội thì rất là nhiều. Còn lại mà để muốn kiếm được thêm nhiều tiền thì cái kiến thức và những cái mà em đang làm anh cảm thấy là khá là tốt. Hãy tập trung nó và có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu của mình làm chủ nó phải khác với một người làm công. Đó là điều đương nhiên. Cái người làm chủ thì đương nhiên rằng nó là phải làm nhiều hơn rất nhiều so với người làm công. Và chúng ta đối với quan điểm là chúng ta bây giờ cái gì tốt cho bản thân mình, cho cái dự án của mình thì mình làm. Và đam mê kinh doanh là cái điều mà chúng ta đam mê kinh doanh là cái điều mà chúng ta điểm chung rồi. Nhưng mà bây giờ đam mê nó không phải gọi là mù quáng được. Thật sự có nhiều bạn đam mê đến mức độ mù quáng luôn. Chúng ta làm tốn rất là nhiều thời gian mà nó không ra tiền. Còn bản thân admin là bây giờ rất là nhiều thứ ở trong tay, rất là nhiều thứ để mình kiếm tiền và có rất là nhiều thứ để mình lo lắng. Nên là mình kiếm tiền ngay chứ không còn lại, còn trong tuần sau này mình sẽ được nghỉ làm việc, hy vọng rằng là mình sẽ được nghỉ suôn sẻ. Thì để ở nhà mình set up tất cả một cái hệ thống kênh của mình lại cho tối ưu một lần nữa, tự động hóa luôn, đúng không ạ? Phễu tự động chạy. Anh Thu Anh có thể nói là về nó thêm về khóa học thì đây như thế này đấy nhá. Phần này thì bản thân nó như thế này. Đây, khóa học về digital đó. Khóa học digital mọi người sẽ được học cái gì? Mọi người sẽ được học rất là nhiều module, trong đó là có sales marketing. Sales marketing của khóa học này là tạo lên thành công của cả một đội nhóm admin và một Forest Center, nó tên là công thức. Một khóa học vỡ lòng về digital cơ bản. Marketing. Hay nghe về phễu marketing. Phễu marketing là gì? Phễu marketing là gì đó thần thánh đúng không? Phễu marketing nó đơn thuần nó là một sử dụng một hệ thống kênh và nó có kịch bản chuyển đổi, và nắm được cái này thôi có khả năng là em mình thành công luôn, thật sự luôn. Và tôi đặt cái khóa này tên là công thức thành công. Hiện tại thì không công thức thành công đã có khoảng 300 học viên học cái này đó. Sau khi mà học cái này thì mọi người sẽ được trang bị thêm kiến thức về hệ thống content. Hệ thống content là cái cách để làm sao để chúng ta không bị bí,
không bị bí ý tưởng trong quá trình mà xây dựng hệ thống kênh. Mà hình dung không ạ? Tức là cái công thức thành công kia nó sẽ chỉ cho mình xây dựng hệ thống kênh nhá. Bây giờ một hệ thống kênh lớn như vậy, mọi người sẽ đặt ra một câu hỏi là bây giờ ông có khi nào ông bị bí ý tưởng về làm content không? Bây làm sao để phát triển một hệ thống kênh đó mà nó lúc nào cũng có việc để làm, đúng không? À, và chúng ta phải học cái gọi là hệ thống content này chứ không phải là một bài viết, không phải đơn thuần chỉ là một bài viết nhé, không đơn thuần chỉ học một bài viết chuẩn SEO. Và mọi người hay biết bị ám thị bởi content là một bài viết không. Content đấy, hệ thống content mình phải hiểu như này này, hệ thống content đấy, content đấy nó là nội dung, được chưa? Mình phải hiểu content đấy bằng nội dung này, được chưa? Content là nội dung, và content này, cái nội dung này nó được truyền đạt qua nhiều cái phương thức, đúng không? Nó có phương thức truyền đạt và nó có chất liệu truyền đạt. Chất liệu truyền đạt đến đây mọi người sẽ hình dung cái hệ thống content nó không đơn thuần chỉ là một bài viết nữa, đúng không? Phương thức truyền đạt ở đây là có thể là truyền bằng miệng, bằng lời nói được không? Đúng không? Bằng bài viết được không? Phương thức truyền đạt đó. Bằng video được không ạ? Đúng không? Thì lúc này mọi người sẽ nhìn thấy cái chất lượng truyền đạt nó nhiều hơn việc là có một bài viết. Chất lượng truyền đạt lúc này ấy, nó sẽ là gì? Nó sẽ là một ấy. Nó sẽ là ở dạng text. Đây này, cái dạng text là dạng chữ viết đây này. Đấy, dạng chữ viết này, thấy không? Đó, cái hạng dạng thứ hai đó là dạng video, dạng video. Thứ ba ấy, là dạng hình ảnh. Thứ bốn ấy, là hình ảnh video nhưng mà nó được phát trực tiếp, trực tuyến, đúng không? Trực tuyến như là livestream. Chúng ta phải hiểu rộng nhất về trong cái tư duy về content ở chỗ này, và hệ thống content nó là như thế đấy. Đó. Tiếp theo, học hệ thống content xong rồi thì đằng nào cũng làm thì phải làm chuẩn SEO. SEO, và đó là lý do tại sao mà vừa sau này mình gõ đấy, đúng không? Đăng ký Hot Amada này là phát là gì ạ? Một trong những cái kênh, đúng không ạ, của anh Nhất ở đây này, đúng không? Anh Nhất đang ở trong buổi Zoom này luôn đấy, là một trong những admin của Forward Center, đúng không ạ? Cũng là một cái blog trong hệ thống blog của admin, đúng không ạ? Xuânnhất.net này ở top 1, đúng không? Và bây giờ này cho mọi người xem nhá, ngay bây giờ nhá, vào trong nhóm tiếp tục ngay bây giờ luôn này. Admin vừa mới để ý phát hiện ra một cái điều thú vị, lại không bao lâu rồi ông ba đâu, và cái nhóm này là nhóm 3 ngày thực chiến miễn phí. Đây, cho mọi người tiếp tục. Cho mọi người tiếp tục nha. Đấy, và cái mà tự động hóa và thụ động là nó khủng khiếp như thế nào thì đây cho mọi người xem. À, khoảng tầm 30 phút trước, ngay khi mà kết thúc cái màn hình ấy, admin lại nhận được một sale từ affiliate với Hosting, Hot Amada Affiliate System, Dear Đào Xuân Quyết, new sale list vừa register, wow. Có nghĩa là vừa mới có một thằng đăng ký qua cái link của mày đó, pending, đúng không ạ, 50 đô, đúng không? Và mỗi buổi Zoom này á, bạn thấy không ạ, ngay bây giờ đấy, ngay vừa xong, đúng không ạ? Bây giờ là 23:46, và bây giờ 23:10 này, tiếp theo là 23:10 này, rồi 23:38 này, hiện tại bây giờ đang là gì ạ, 23:46 này, 1 triệu này, cộng ở đây nữa là 3 triệu này, 3 triệu. Mọi người thấy như nào ạ? Mọi người comment cái trong đầu của mọi người đó, tôi cảm thấy tuyệt vời đấy, đúng không? Và đây này, ngay bây giờ đấy, ngay khi mà trong cái buổi học ngày hôm nay á, 23 phút trước này, đó, có 50 đô này. Đó là lý do tại sao ấy, là Google đây này. Đó. Và đằng nào cũng làm rồi thì làm chuẩn SEO để cho tối ưu hóa lên. Tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm. Ok. Đây là chuẩn SEO. Hai là chúng ta học về Facebook Marketing, tức là sử dụng một cái hệ thống kênh trên Facebook Marketing, nó gồm 8 kênh chính thức. Chứ không phải đơn thuần là chỉ học Facebook cá nhân, bán trên Facebook cá nhân. Đó là gồm fanpage, nó gồm group nữa, cả một hệ thống ở trên này này để chúng ta sử dụng để chúng ta triển khai marketing, chứ không đơn thuần nó chỉ là một kênh Facebook. Và mọi người nghĩ rằng Facebook marketing là chạy quảng cáo,
mọi người nghĩ rằng Facebook marketing là chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo là Facebook marketing, nhưng mà Facebook marketing không phải là chạy quảng cáo. Tại vì nó còn nhiều hơn chạy quảng cáo nữa. Chạy quảng cáo nó là một module trong Facebook marketing thôi. Mọi người dùng không ạ? Và admin sử dụng fanpage khá là hiệu quả này. Fanpage đâu mà chạy quảng cáo. Thật sự tôi không chạy quảng cáo gì hết đó. Đơn nó tự về. Tôi phải hiểu nó. Ok, một module nữa. Marketplace công nghiệp này. Học cái module này. Mọi người học về được học làm website. Website WordPress. AZ luôn. WordPress để tạo ra được một cái kênh như này này. Đấy. Kênh nào xuất nhất.net cũng là cái WordPress này. Review 24 giờ WordPress này. Kinh doanh online AZ của FB cũng WordPress này. Đấy. Quyết đào.com WordPress. Tức là nền tảng của admin đúng không? WordPress hết. Đấy, tạo sinh nhất cái kênh này của anh nhất này. Đấy. Hôm nay top phát thôi là tìm thoải mái thôi. Làm website với WordPress chạy quảng cáo. Làm Shopee. Có module của Shopee là bây giờ mọi người sẽ được học cái gì trong cái khóa học đó. Một là shop. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Học SEO này, học về content này, 7 này, 8 này. Mọi người sẽ được học 8, 9 cái module này thì nó tạo nên cái khóa học này của em tin vào cái khóa học này á là nó trị giá là từ 10 đến 20 triệu này, nhưng mà quá trình chủ shop, chủ doanh nghiệp và thực tế là có rất là nhiều người đã học admin rồi, đúng không? Để học được những cái này là toàn những kiến thức thực chiến và nó không phải là kiến thức khô khan. Cái cách học của mình là bản thân tôi từ khi mà đi học là tôi ghét cái sự khô khan lắm. Thật sự là mình ghét sự khô khan vô cùng. Và mình muốn khi mà học là nó phải thoải mái, khi mà học là phải sảng khoái, khi mà học là phải thật là tư duy thật là nhẹ nhàng, chứ không phải là học một cách nó mù quáng, đúng không? Rồi là học một cách nó điên cuồng ghi chép, đúng không? Rất là ngắn gọn xúc tích và ứng dụng được ngay. Quan trọng là mình giúp được gì cho nhau, quan trọng là mình kiếm tiền như thế nào. Đó là điều quan trọng, đó là điều quan trọng thực sự luôn. Và admin chủ trương là làm điều này. Đấy, đi thẳng vào vấn đề, đúng không? Đó, và không có lan man, không có giảng giảng và các kiến thức này các bạn có thể trang bị ở bất kỳ đâu. Mà nếu mà tôi nghĩ rằng nếu như mọi người cứ học rời rạc ra đấy thì đáng nhất là phải từ 15 đến 30 triệu học hết. Còn hiện tại trong hôm nay mình sell, đúng không ạ? 5 triệu. Thẳng thắn luôn đấy. Và cái định giá này mọi người có quyền affiliate nó. Và thứ hai nữa là trong cái team digital đó, trong cái team digital marketing này á, là cái giá trị của cái team này nó quyết định tới cái bộ tài nguyên. Nếu mà sẽ lẻ ra thì nó rơi vào khoảng tầm đâu đó 15 triệu rồi đấy. Là học từng module được, ok, nhưng mà gom lại hết luôn. Học hết, làm hết, chiến. Thì đó như vậy. Tôi tin rằng đây là nó là một cái nghề, thực tế là nó là cái nghề. Và như là có những cái thằng em nó là học về đại học về marketing để học ngoại thương, và nó quay lại nó cảm ơn mình ở trong các buổi dung trước tôi có sâu đó, quay lại cảm ơn tại vì nó học cái này á, nó xin được việc, là một cái vé vớt. Và có rất là nhiều người đi phỏng vấn mà bị rớt và nó được xin việc và nó rất là bất ngờ tại vì nó có kiến thức digital, nó trả lời những cái kiến thức ở trong này. Và đấy là cái mà doanh nghiệp bây giờ đang cần, chứ không phải là cần cái lý thuyết anh cầm cái bằng đại học làm được gì đâu, chẳng làm được cái quái gì. Trong khi đó nó hỏi những cái câu chuyện rất là đơn giản. Bây giờ tôi có sản phẩm, anh sẽ marketing cho công ty tôi như thế nào, và nó trả lời được và nó quay lại nó cảm ơn admin vào nhờ có admin đó nên em đậu tuyển. Và bây giờ nó lương nó cũng khá là ổn, mười mấy triệu gì đấy. Và đó là chạy nghề, và đó là cái mà tôi muốn truyền đạt với anh em mình, bất kể anh em mình triển khai cái gì. Và bây giờ sau này và tương lai cũng thế, nó chỉ là ở một cái hình thái cao cấp hơn thôi. Còn lại cái kiến thức nó là cái kiến thức nền rất là cứng chắc, tại vì anh không có kiến thức về content, không có kiến thức về sale, không kiến thức về hình ảnh, không có kiến thức về tư duy về hệ thống á, anh sẽ không làm được. Còn lại cái ngay từ ban đầu em nói rồi là bây giờ anh làm affiliate hay làm dropship á, nó cũng không quan trọng gì mấy đâu. Nó quan trọng là anh làm như thế nào là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là cái việc mà anh làm gì. Vậy ok, tôi không làm posting, không làm affiliate, tôi không làm thời trang nữa, bây giờ tôi làm cái khác tôi cũng thế thôi à. Tại vì đây là cái công thức của riêng mình mà mình giữ nó, giữ bí mật này.
Giữ bí mật này, và trong Fori chỉ có một vài người thôi, ban đầu ấy, chỉ có một vài người được học cái kiến thức này, đó là Thắng, đó là Duy, hai người, trong đây có Duy ngày hôm nay không có Thắng, hai người duy nhất được tiếp cận mà admin truyền đạt tất cả mọi vấn đề này. Sau đó nhiều hơn là sau đó có chị Chi, sau đó là có Hải Quách này, và có những cái người khác, và bây giờ người ta đã khá thành công rồi, và có người thành công một cách khủng khiếp. Nếu mà vào trong đó thì anh sẽ được giới thiệu và mọi người sẽ nhìn thấy họ một cái góc độ ngưỡng mộ. Tại vì kiến thức nó là nền tảng bản chân là như vậy. Đấy, và khi cần sự nghiêm túc thế thôi. Còn lại kiến thức ok, cơ hội ok, mọi thứ, độ nhóm ok, thực tế thôi. Tất cả buổi Zoom và admin thì nó không có, không có kiểu như là ảo. Thật sự nãy giờ sâu đó, đúng không ạ? Nãy giờ sâu tất cả những cái mà tôi đang làm thật sự luôn là như vậy luôn, và đây là nghề tay trái luôn. Nên là đối với anh em mình, tôi cảnh tỉnh những anh em mà làm offline 100% là anh em mình đang quá lan man, ông đang không tập trung vào những cái mà ra tiền, ông tập trung vào những cái mà ông nghĩ rằng tốt nhưng mà nó không ra tiền, nó sẽ chết thật sự. Còn quan điểm của tôi là cái gì ra tiền làm trước, cái gì không ra tiền làm sau. Thế thôi, nên ra tôi xây dựng Shopee, tôi bán hàng trên market, tôi bán hàng qua group, tôi bán các cái vấn đề về hosting, về tên miền, về phần mềm, về kiến thức, và tôi tuyển đội nhóm bán cho mình, người ta bán cho tôi chia lợi ích cho họ. Là người ta muốn lấy hàng của tôi bỏ hàng cho họ. Tất cả những cái thứ này nó là một cái kịch bản quy trình, ngày nào tôi cũng làm như thế ấy. Và nó cứ tăng trưởng lên thế thôi, câu chuyện nó dễ dàng như vậy. Nhưng mà cái dễ này nó được cấu thành lên bởi các cái kiến thức đó, sales marketing, content, đúng không? Nên nhiều ông có thể nói là ông cứ làm phức tạp, tôi cảm thấy nó đơn giản. Ok, ông có tư duy cực kỳ chuẩn, nó đơn giản thật sự. Nếu tôi cũng vậy, tôi cũng muốn nói như vậy, nhưng mà nếu mà nói như vậy ấy, thì thằng nào nói được thật sự. Chỉ cần xem cái buổi này, dễ mà lấy hình ảnh đăng là xong, nhưng mà nó đâu phải thế đâu. Vừa áp phim, vừa dropship, vừa mang tính truyền thống như kiểu là cộng tác viên, hơi truyền thống, nhưng mà online hết, tôi quản lý bằng online, tôi quản lý bằng Excel hết. Mọi người xem, muốn xem, mọi người muốn xem kết quả của admin bán áo không? Mọi người muốn xem, tôi show anh mình xem. Mọi người muốn xem không ạ? Bao nhiêu bạn muốn xem ạ? Hay là nói chuyện tiếp, muốn xem không? Muốn xem kết quả từ đội nhóm cộng tác viên không? Ok, để tôi kiếm cho mình xem nó có ok không. Rồi, tháng Fori Center tháng 4. Ok. Đang ngoài làm với Viền đây. Đây nha, đây là cái link, đúng không, để quản lý những cái vấn đề liên quan đến Fori, đến tôi làm bán áo nha, bán thời trang này, bán áo kho tầng 12 này. Bạn nhìn nhá, tôi sẽ zoom to lên cho mọi người xem. Bạn nhìn cái dấu cái số bên này này, được chưa ạ? Ok, bắt đầu kéo nào. Của các tháng trước, đây là một tháng một, nó sẽ là một sheet này nhá, đây là tháng tư nhá. Đây, như vậy là cộng các việc này, mình bán khoảng đơn vào khoảng tầm hơn 300 cái áo. Một link này là một dòng, một link này là một dòng, đúng không ạ? Xem tháng trước xem này, còn nữa không? Nhiều lắm, đúng không ạ? Xem các cái tháng trước nó sẽ như thế nào. Phải chăng nhiều cái nỗi mà admin phải gì ạ? Phải buộc. Đây, mọi người xem kỹ hơn nha. Phải có đội để quản lý, có kế toán riêng cho mình. Tại vì kiểu này ông quản lý kiểu gì, đúng không? Đây. Áo này. Các bạn có thể nhìn thấy số không ạ? Nếu mà thấy số ạ, thì anh mình comment cho admin nữa không ạ?
Thấy không ạ? Đây số bên này này, anh mình có thể comment cho em mình coi. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Ok, đó là một tháng đấy. Thấy chưa? Và đó là bao nào? Ok. Cho mọi người thấy như thế nào ạ? Cộng tác viên đó chia cho họ, họ bán cho mình, đúng không? Cái câu chuyện này bảo vệ cái lợi ích của nhau thế thôi, đúng không? Và với cái sản phẩm này dễ bán, cái bài ông bán sẽ tạo điều kiện cho ông bán, và ông bán tôi và ông 50-50, tôi vốn, ông công, chưa kể Shopee, đúng không ạ? Chưa kể các cái vấn đề xỉ lẻ khác, chưa kể affiliate, chưa kể những cái thứ xung quanh. Tôi nói thật sự luôn là nếu như ấy, tại vì em mình không có quá nhiều thời gian, và tôi đang mong muốn là em mình làm được, em mình truyền đạt lại cho những chủ shop, chủ kho ấy, thì cái khóa học này không bao giờ là 10 triệu, 20 triệu đâu. Thậm chí là 50, 100 triệu người ta bỏ để người ta học làm bằng được. Nên bản thân ấy, bảo là cái nghề tay trái này của tôi bằng khối người. Khối người làm tay phải không được. Chứ không phải đây là một cái ngách thời trang thôi, còn nhiều ngách nữa. Đúng không? Bạn có thể nhìn thấy các cái sheet ở dưới là trang sức, rồi là đợt mà bán về phong thủy, rồi bán về phụ kiện điện thoại nữa. Bán phụ kiện điện thoại nó mới gỡ mặt nữa. Cả mấy nghìn đơn, đúng không ạ? Quản lý đuối luôn á. Đó là cái để cho mọi người phấn đấu để xác định. Và đó là cái mà em Minh nói rằng là anh em mình mà làm offline thực tế một tí. Tại vì tôi vô cùng thực tế luôn. Tôi ví dụ như bây giờ không làm gì hết thì tôi sẽ đăng một cái bài tuyển. Ví dụ như là mình đang có cái nguồn hàng, và bây giờ là nếu mà các bạn rảnh, có điều kiện về marketing, đúng không? Ưu tiên là các bạn sinh viên bỉm sữa, KOL, thì hợp tác phát triển. Và một ngày chỉ cần 3 người thôi. Trong 3 người đấy chỉ có một người làm thôi cũng được nữa. Đúng không? Hoặc là nhắn cho 10 người, 10 người inbox, cho 2 người làm thôi cũng được nữa. Một ngày chỉ cần một đơn thôi. Quản lý 100 người có 100 đơn. Còn nó khó, nhưng mà cái tư duy nó bản thân mình không suy nghĩ được cái đấy thì nó khó, còn nếu mà mình suy nghĩ được thì mình chắc chắn mình làm mình sẽ thành công. Cái câu chuyện nó là như thế, đơn thuần là như vậy. Và bản thân tôi là thời gian qua tôi bị trùng xuống bởi làm quá trình đội nhóm VIP member này, quá trình đội nhóm digital này, quá trình đội nhóm, quá trình team này, quá trình free cho team for recenter này. Còn nếu mà không, tôi tập trung như vậy thôi. Và tôi muốn truyền đạt lại cái này để cho anh em mình có một cái hướng đi nó rõ ràng, và nó không bị lan man, đúng không? Chứ bây giờ ông làm cái khác ông có ra tiền không? Câu chuyện là thế thôi. Ông không ra tiền thì từ từ làm. Ông phải làm cái ra tiền trước để ông nuôi sống bản thân ông trước chứ. Đó là cái mục tiêu ấy, đó là cái vấn đề ấy. Đó là cái mà thật sự là muốn chia sẻ lắm á. Ông hiểu được điều đó thì ông sẽ thành công. Đó, và những cái điều đơn giản này á, tưởng lên đơn giản nhưng mà nó không đơn giản, đúng không nào? Và cũng giống như buổi học này, đâu phải ai cũng được nghe đâu, đúng không? Không phải ai cũng được nghe, không phải ai cũng được xem cái buổi học này, không phải ai cũng được tiếp nhận cái kiến thức này. Và có người xem người ta không hiểu, người ta ao, không tư duy, không tới. Hai là cái tinh thần phấn đấu nó ở dưới mặt đất, không có cùng một cái tần số để nói chuyện với nhau, không thể nào học với nhau được, không thể nào ngồi với nhau được, cũng không thể nào nghe được, cũng không thích nghe, và cũng không biết làm sao để làm nữa. Trong khi đến người khác thì cứ cố gắng truyền đạt, còn mình thì cố gắng phản đam, phản ứng lại, ừ khó quá, rồi em không có điều kiện, em không có cái này, em không có cái kia, trời. Vậy bao giờ mày mới làm? Câu chuyện nó là thế, đúng không? Hết tất cả mọi lý do nó là cái cớ để mình muốn trốn tránh cái thực tại thôi. Còn cái câu chuyện mà ông làm nó cũng sẽ được. Ông chưa bao giờ lên Zoom, ông Zoom ông sẽ được. Ông chưa bao giờ live stream ông sẽ được. Ông chưa bao giờ làm website, tôi có biết làm web đâu. Chuyên ngành của tôi chẳng liên quan đến quá gì về marketing, không liên quan đến kinh doanh, không liên quan đến website, không liên quan đến digital, không liên quan bất cứ thứ gì. Tôi học chuyên ngành luật ra, đúng không? Liên quan đến luật, chủ yếu là liên quan đến chính trị, luật hết. Đam mê là cái máu của mình nên mình học, tự học thôi. Chứ không phải là chuyên ngành này, ông học kinh tế, ông ra ông nói như vậy. Tôi không phải như vậy, đúng không ạ? Nên là tôi làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Và cái câu chuyện là
mình có phấn đấu không, hay là mình cứ lấy lý do ở em thiếu cái này, em thiếu cái kia, em phải lo cái này, em lo cái kia, đó là lý do. Thật sự luôn, em pin cái hàng lo nhiều này, tôi có quá nhiều thứ để lo, toàn mặt bằng, chi phí, nhân sự, nhân viên, tài chính, các thứ, đúng không ạ? Nợ nần đối hướng, mình còn không lo, đúng không ạ? Mấy ông lo cái gì, đúng không? Ông bảo ông không có tư duy mà tôi học ông dạy ông, đúng không? Và chúng ta thích vào cái việc mà chúng ta cảm thấy rằng là nó dễ và nó ăn chắc. Tức là gì? Để ý một cái điều rất là hay này, cái người dạy ấy, người ta sẽ không học, còn cái người học ấy, đúng không, là người ta sẽ đi ôm hàng, đồng ý ôm nhưng mà phải học gấp 3 lần, đúng không? Và người ta cảm thấy ăn chắc khi mà các bạn cầm sản phẩm trong tay. Nhưng mà khi mà các bạn cầm sản phẩm trong tay, bạn ăn chắc mặc bền rồi đó, nhưng bạn không bán được, bạn lại phải bỏ tiền ra bạn học. Mà bạn lại cầm sản phẩm trong tay và bạn lại vừa phải học, thì lúc này á, bạn sẽ bị đuối, bạn sẽ bị thua và bạn sẽ mất tiền một cách vô ích. Ngoài cái kinh nghiệm là không nên làm như vậy nữa, còn lại kinh nghiệm về marketing không có, kinh nghiệm về bán hàng không có, kinh nghiệm về xây dựng kênh không có, kinh nghiệm về kiếm tiền online không có, xây dựng hệ thống không có. Ông chỉ có một cái kinh nghiệm gọi là ôm hàng, nhập hàng hết và ông thất bại. Và vì gì? Điều này nó dễ nhìn thấy. Ôm hàng với lại ôm cái lô mỹ phẩm 20 triệu là ông chắc chắn rồi, là 20 triệu rồi. Ông ôm hàng thời trang về chắc chắn là ngon rồi. Ông học trước, ông ôm sau, ông sẽ thành công. Ông ôm trước, ông học sau là ông sẽ thất bại và ông lại phải lặp lại điều đấy một lần. Và cả cuộc đời mình lại cứ gom góp lại được một ít đó, là chúng ta đâu chịu học đâu. Rồi lại thất bại, rồi lại gom góp, rồi lại thất bại. Nó phí không? Còn cái quan điểm admin là admin học rất là nhiều. Học chứ hãng. Ok, sau này mình bỏ tiền ra, chiến. Thì thành công và thất bại thì chắc chắn là nó luôn luôn là đan xen nhau rồi. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công của mình nó sẽ nhiều hơn một tí. Nhiều hơn một tí trong kinh doanh, trong cuộc đời ấy, là rất là nhiều rồi. Có những người ấy, tỷ lệ thành công bằng không. Nếu như mình biết một cái tỷ lệ thành công của mình là hơn một ấy, là đẳng cấp rồi. Thật sự là như vậy. Vậy tôi đâu biết là tôi làm Shopee tôi sẽ thành công hay không đâu, đúng không? Nếu mà không thành công tôi bị mất thời gian rồi, tôi bị mất tiền bạc chứ, book đơn rồi là like chéo các kiểu, nó tốn tiền mà. Nhưng mà mình biết cái hướng đi như vậy là ok, mình đã hơn rất là nhiều người, người ta không biết cái gì về kênh này đó, luôn luôn tiềm ẩn cơ hội trong đó. Thì đó là những cái mà mình muốn chia sẻ đấy. Và em mình cảm thấy cái buổi học này hôm nay có thú vị không ạ? Và anh em nào muốn đăng ký, anh em muốn nào chiến thì liên hệ với anh Minh nhé. Buổi học đến đây là kết thúc, đúng không? Đơn thuần, đơn giản, nhẹ nhàng đấy. Và chúng ta có bạn nào muốn đăng ký nữa không ạ? Ok, cũng chiến này. Có bạn khác, có bạn nào nữa không ạ? Đăng ký không ạ? Ok, ok, Tạ Hiền, tuyệt vời. Thì cái mùa dịch này chúng ta chỉ đầu tư vào cái chỗ nào mà nó đúng, để hết dịch thì chúng ta chiến, và nó là cả một quá trình sau này chứ không phải là ngày hôm nay thật sự. Và đội nhóm ở trong Fori này mình làm suốt, các bạn có thể tham gia nhiều Zoom của tôi rồi, nhiều buổi học rồi, nó là những cái kiến thức này mà chúng ta áp dụng thôi, áp dụng tùy biến nó, tùy biến vào trong cuộc đời của mình, tùy biến vào trong cái con đường kinh doanh của mình. Ok. Và các bạn chia sẻ cho admin cái cảm nhận của mình về cái buổi học này, đánh giá cái buổi học này như thế nào, để một là tôi có một cái động lực tiếp theo, đúng không ạ, để cho những cái buổi học khác đấy, nhỏ hơn, module bé hơn, rồi là có động lực trong cái quá trình mà chia sẻ đội nhóm với mình, đúng không ạ? Còn anh em mình có gặp khó khăn, anh mình muốn làm cái điều gì đấy, cứ mở cái giải vào, không nhất thiết là phải như thế. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ anh mình hết mức để mình làm được một cái gì đó, chứ không phải là cứ digital. Có thể làm dropship thôi, có thể làm Shopee thôi, có thể làm một cái nhỏ nhỏ thôi là nó ra được tiền thôi, thì lúc đó mình mới nghĩ lớn được nhá. Ok, comment cái điều mà bạn cảm thấy bạn thú vị không, hay không, hấp dẫn không, tuyệt vời không, và ứng dụng không ở trong cái này, để hôm sau tôi sẽ có một động lực hơn nữa để tôi truyền đạt cho em mình những kiến thức hay hơn, đặc biệt hơn. Còn rất là nhiều tip bí mật trong rất là nhiều lĩnh vực, tất cả những lĩnh vực đều có những cái bí ẩn để thành công. Ok, cảm ơn, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Đúng không ạ? Có ai muốn chia sẻ gì nữa không ạ? Comment nào.
Nhiều. Tút tiếp thì nhiều lắm luôn. Thật sự rất nhiều đấy. Học tút tiếp không là mình chiêu trò thôi là mình đã đủ ok rồi. Ok. Và buổi Zoom đây là kết thúc nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và học được nhiều điều thú vị, ứng dụng thành công nhé. Ok. Ok.